Hello, hello nha. Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay em lên trễ một chút nha. Em có con nhỏ. Hôm nay con em nó ngủ trễ nên em lên trễ một chút như cả nhà. Mọi người ơi, chia sẻ like giúp em nha. Bữa nay mẫu siêu đẹp luôn. Chia sẻ like giúp em đó cả nhà ơi. Đồ bộ yêu thương luôn nè. Nhanh tay chia sẻ giúp em. Em sell hàng luôn nha. Hàng đẹp xuất sắc cho cả nhà mình luôn. Hello, hello. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà dấu yêu của em nha. Hôm nay em lên trễ một chút nha. Hôm nay em có con nhỏ, con em nhỏ nay mới ngủ nên mới lên chút nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ like giúp em với. Em chia sẻ xong lên xài cho cả nhà mình nha. Hello, hello. Hello, chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người xem like, chia sẻ like giúp em nhé nha. Hàng siêu đẹp, siêu xuất sắc luôn. Đồ bộ AT, một bộ cho những người nào chiêu yêu thương cho em. Một bộ 50.000 nha. Chia sẻ like nhanh tay sở hữu. Một bộ đồ AT, chất cực đẹp, form dáng cực chuẩn luôn. Đường may cực kỳ tinh tế, sắc sảo. Bao chất, bao phê, size cho mình nha. Từ 45 kg, size cho mình là từ 45 kg tới 70 kg vừa nha. 50.000 một bộ. Những ai chia sẻ làm chốt đơn cho mình nha. Hàng siêu đẹp, siêu xuất sắc luôn cả nhà ơi. Nhanh tay chia sẻ like giúp em tâm nha. Một bộ AT chất em đang mặc nha. Một bộ 60.000. Hôm nay ai chia sẻ like cho em, em chốt cho mình với cái giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Một bộ 50.000 chất AT, hàng bao đẹp, bao chất, bao phê, bao kiểm tra hàng. Hàng đẹp, hàng chất lượng, mình nhận hàng không đẹp, không chất, mình trả hàng lại nha. Em bán hàng tại nhà nha. Ai khách gần quen, lại nhà mua nha. Hàng bao đẹp, bao chất nha. Đây, AT siêu đẹp, siêu sang cả nhà ơi. Ai đang xem like, chia sẻ like cho em. Em bán với cái giá yêu thương, giá tri ân cho mình luôn. Một bộ 50.000, nhanh tay chốt đơn giúp em nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc, form dáng cực kỳ ok. Ở nhà đi làm, đi học, đi chơi bao mát mẻ, bao sang, bao xịn sò luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mọi người ơi, mình xem like, mình nhớ chia sẻ like giúp em nha. Hàng đẹp quá trời cả nhà ơi, mà cái giá nó mềm. Nhanh tay chia sẻ giúp like giúp em nè cả nhà ơi. Đây, lụa, lụa siêu đẹp cả nhà ơi. Lụa hàng bao đẹp, bao phê luôn. Với cái mẫu này là 60 kg, mình quay đầu giúp em.
em bán giá yêu thương cho cả nhà mình luôn nè, 80.000 một bộ, có ren luôn nha, tay có ren luôn, cổ có ren nè cả nhà ơi, có cái nơ xinh xinh cho mình luôn nè, đó, bao đẹp bao sang cho mình luôn. Một bộ 80.000 chất lụa hàng, hàng đẹp, hàng phê, hàng bao tê nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Tay là tay ngắn nha cả nhà. Tay là tay ngắn quần dài nha. Tay là tay ngắn quần dài cho mình nè. Đây, có ren luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp chưa. Hôm nay em sale cho mình cái giá yêu thương luôn, 80.000 một bộ đồ thiết kế của em. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc con bà bảy luôn nha. 80.000 một bộ, hàng bao đẹp bao chất luôn cả nhà ơi. Chất lụa hàn, form là từ 60kg mình quay đầu giúp em nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Một bộ 80.000, chất lụa hàn. Cổ nè cả nhà, cổ nè, có nơ nè. Đó, có nơ nha, cúc nha. Tay nè, tay lỡ nè cả nhà ơi. Tay lỡ có ren nè, đẹp chưa. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Hàng em bao đẹp cho mình luôn nha. Hàng bên em là em bao đẹp bao chất cho mình luôn. Mọi người xem like nhớ chia sẻ like giúp em nha. Đây, một bộ 80.000 chất lụa hàn, bao xịn sò bao đẹp luôn. ATM đang mặc trên người nha. Ai chia sẻ like cho em, em share cho mình với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. 50.000 một bộ, có size cho mình từ 45kg tới 70kg mặc vừa nha. Hàng bao đẹp, bao chất, bao phê, bao kiểm tra hàng. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Lụa hàng yêu thương luôn. Một bộ 80.000, nhanh tay chốt đơn giúp em. Xanh đen nha. Ai thích xanh đen chốt xanh đen. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi, xanh đen, hồng bi nè cả nhà. Hồng bi nè. Đó, hồng bi nè, ren cổ có nơ nè cả nhà, chạy đường cúc nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Hồng bi, ai thích hồng bi inbox hồng bi cho em. Một bộ 80.000, chất lụa hàn, hàng thiết kế luôn. Đây, em giới thiệu lại cho mình xem nha. Cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ like giúp em với. Đây, một bộ chỉ với 80.000 thôi. Hàng bao đẹp, bao chất, bao sang luôn. Chất lụa hàng em bao mịn rứt cho mình luôn nha. Cổ là cổ ren có nơ nha. Chạy viền nè cả nhà, chạy viền nè, thấy không? Cả nhà mình thấy rõ không? Đây, tay áo nha. Tay áo có ren luôn. Đó, điểm nhấn nhẹ nhàng. Hàng thiết kế của em luôn. Bữa nay, ai chia sẻ like cho em, em sale cho mình với cái giá yêu thương luôn. 80.000 một bộ. Chia sẻ like giúp em nè. Đây, một bộ 80.000, quá đẹp quá sang. Chất lụa hàng em bao mịn rất cho mình luôn nha. Bao mịn rất cho mình luôn ha. Quần là quần dài có túi nha. Quần là quần dài có túi nha cả nhà. Quần dài có túi, hàng siêu đẹp luôn. Hàng siêu đẹp luôn. Chất ATM đang mặc trên người nè. Hôm nay em sale cho mình. Ai chia sẻ like trên đầu like nè, nhanh tay chia sẻ đầu like giúp em đặt hàng có tri ân nè. Một bộ 50.000 chất AT bao xịn sò luôn. Form dáng cực kỳ chuẩn nha. Đó, đi làm, đi đám, đi chơi bao đẹp luôn nè cả nhà ơi. Đó, đưa rước con đi học. Một bộ sale giá tri ân cho mình là 50.000 nha. Nhanh tay chốt đơn giúp em. Một bộ chỉ với 50.000 trời ơi. Tiền công bây giờ may một bộ đơn giản đã bao nhiêu rồi ạ? 60.000 một bộ, đây em bán có 50 bộ. Em tặng cho mình thêm 10.000 cộng thêm một bộ đồ này nữa. Trời ơi, nó quá rẻ, quá xịn sò luôn nha. Nhanh tay chia sẻ like giúp em cả nhà ơi. Hàng siêu đẹp luôn. Rồi, ai thích mẫu này chốt giúp em nè. Đó, lụa hàng thiết kế bao đẹp bao sang cho mình luôn. Đó, bao đẹp bao sang cho mình luôn. Một bộ chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương, 80.000 một bộ. Nhanh tay chốt đơn. Ai thích xanh đen, inbox xanh đen cho em. Quần dài có túi nha. Quần dài có túi. Mình vô xem like, mình cho em tâm xin nút chia sẻ like đi. Mình đối với mình một cái nút chia sẻ like nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà đối với em nó rất là có ý nghĩa nha cả nhà. Hả? Em bán giá sale chị anh yêu thương cho cả nhà mình mặc. Đồ vừa đẹp, giá cả quá mềm. Thì mình yêu thương em tâm. Cho em tâm xin một nút chia sẻ like nha. Chỉ một nút chia sẻ like thôi nha cả nhà. Hả? Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn.
lộ hàng cả nhà ơi. Một bộ 80.000, thiết kế là cổ ren có nơi nha cả nhà. Đây, ai thích sọc cam inbox sọc cam cho em. Tay là tay lỡ, quần dài có túi nha. Đây, em cho mình xem kiểu lại nha. Đây, ren đằng sau nè, ren đằng trước nè cả nhà ơi, có nơ nha. Tay có ren luôn, tay có ren cho chị em mình luôn nè. Đây, một bộ 80.000, sale cái giá quá yêu thương cho mình luôn nha. Một bộ 80.000, quần dài có túi cho mình luôn nha. Chất là chất lụa hàn, em bao xịn sò cho mình luôn. Chất là chất lụa hàn, bao xịn sò cho mình luôn nha. Quần dài có túi hai bên luôn. Đây, một bộ 80.000. Ai thích chốt giúp em xanh đen. Đó, cực kỳ đẹp. Xanh đen 80k. Rồi, ai thích xanh đen, chốt xanh đen. Ai thích sọc cam, chốt sọc cam cho em. Đây, em đưa gần cho cả nhà mình xem cái sọc bên em nè. Hàng bao đẹp, bao chất luôn. Với cái mẫu này là mình đi với em là từ 60kg mình quay đầu giúp em nha. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Chất lụa hàn, bao đẹp, bao sang, bao phê luôn. Một bộ chỉ 80.000 thôi. Đó, sọc cam. Ai thích trắng, inbox trắng cho em. Trắng này là trắng ngà chứ không phải là trắng tinh nha cả nhà. Trắng ngà nha. Bao đẹp, bao chất luôn. 60kg mình quay đầu. Cổ là cổ có rem, áo có nơ nha. Chạy viền đường cúc cho mình, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho bộ đồ của mình luôn nè cả nhà ơi. Quá đẹp, quá sang mà quá tinh tế. Chỉ với 80.000 thôi. Đó, em bán giá là cực kỳ yêu thương cho cả nhà mình nha. Nên cả nhà mình yêu thương em, cho em xin một nút chia sẻ like nha. Nhớ cho em xin một nút chia sẻ like luôn. Trời ơi, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Rồi, ai thích cam, chốt cam cho em. Đó. Ồ, cái này không có chạy ra mà chạy bèo luôn. Rồi, mở mẫu này ra cho mình xem nha. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Một bộ 80.000, giá rẻ nhất có thể cho mình luôn rồi. Đó. Em sale cái giá yêu thương, nên chị em mình thương em, cho em xin một nút chia sẻ like nha. Nhớ cho em xin một nút chia sẻ like nha cả nhà. Hàng bao đẹp, bao xuất sắc, bao chất, bao kiểm tra hàng luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc con bà bảy luôn nè cả nhà ơi. 60kg mình quay đầu giúp em. Tay là tay ren nè cả nhà. Tay là tay ren. Cổ nè, cổ có bèo nè, có nơ chạy viền cho mình luôn nè. Cực kỳ yêu thương, cực kỳ đẹp. Một bộ 80.000, chất lụa hàn, em bao xịn sò, bao kiểm tra hàng nha. Đây, 80.000 một bộ. Ai thích chốt đơn giúp em, màu cam, cam nha. Cam 80k. Ai thích chốt giúp em, cam 80k. Vải bao đẹp, bao chất, bao sang. Mua hàng mình kiểm tra hàng thoải mái nha. Mua hàng mình kiểm tra hàng thoải mái luôn. Quần là quần dài nha cả nhà. Quần dài có túi nha. Quần là quần dài có túi nè. Đây, chân quần có ren cho mình nữa nè. Trời ơi, nó đẹp xịn sò, bao sang cho mình chưa. Một bộ 80.000, chất lộ hàng. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Hàng siêu đẹp, siêu sang cho chị em mình mặc luôn đây. Một bộ chỉ với 80.000, chất lộ hàng, em bao mịn rất cho mình luôn. Một bộ 80.000, ai thích chốt cam giúp em 80k. Cực kỳ đẹp luôn. Vải em nói là siêu đẹp nha. Vải em nói một từ là siêu đẹp. Không đẹp em không lấy tiền nhà mình luôn. Chân ren là cả nhà. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Vải bao đẹp, bao chất, bao sang cho mình luôn. Chân còn có ren. Trời ơi sao vậy, bị tụt à. Chân còn có ren, bóng bị tắt. Để em sửa cái bóng lại chứ. Cực kỳ đẹp nha cả nhà. Hàng bên em là bao chất, bao đẹp nha. Đồ em đang mặc là chất AT nha cả nhà. Đồ em đang mặc là chất AT nha. Chị em mình chia sẻ like giúp em bán với cái giá cực kỳ yêu thương cho mình luôn. Là 50.000 một bộ. Chia sẻ like em chốt đơn nha. Chia sẻ like cho em thì em tính cho mình với cái bằng cái giá chia sẻ like luôn. 50.000 một bộ chất AT. Trời ơi, cái vải nó đẹp xuất sắc luôn. Mịn rất luôn nha. Đường kim mũi chỉ cực kỳ sắc sảo. Form dáng cực kỳ ok nha. Đường kim mũi chỉ là ta nói từ phê tới phê nha cả nhà. Bao đẹp, bao chất, bao sang cho mình luôn. 50.000 một bộ chất AT. Nhanh tay chia sẻ like giúp em nha cả nhà ơi. Đây, lụa hàn. Đó, thị trường bán 100, 120 gì kệ bà đó đi. Hôm nay em bán giá yêu thương cho mình luôn 80.000.
chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ thôi, yêu thương em nho nhỏ thôi nha. Cho em xin một nút chia sẻ like một bộ đồ quá yêu thương, quá xuất sắc luôn. Đó, chất thì chất lộ hàm, bao miệng rất bao đẹp cho chị em mình luôn nha. Một bộ 80.000. Trời ơi nè, cái ren của em nè cả nhà ơi. Đó, bèo nha, bèo trước bèo sau cho mình luôn nha, bèo trước bèo sau luôn. Tay là tay có ren, quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Chân quần có ren cho mình luôn nha, chân quần có ren cho mình luôn. Một bộ 80.000. Ai thích chốt đơn giúp em màu cam. Màu cam nha, màu cam 80k. Ai thích chốt đơn giúp em màu cam 80k. Mẫu này là 60kg mình quay đầu giúp em nha. Ai cao trên 1m6, 65kg mặc vừa. Còn ai lùng lùng giống em, ai lùng lùng giống em nha, 1m53 thì 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Vậy ta nói là nó bao đẹp, bao chất, bao phê luôn nha cả nhà ơi. Mọi người xem like, mọi người nhớ cho em Tâm xin một nút chia sẻ like nha. Đẹp xuất sắc con mà bảy luôn nè. Đó, vải ta nói nó đẹp xuất sắc con mà bảy luôn nha. Đó, cực kỳ ok, cực kỳ đẹp luôn. Ai thích chốt giúp em nha. Màu cam, màu cam 80k. Vải cực kỳ đẹp, cực kỳ chất mà cực kỳ sang luôn. Không đẹp, không chất, không sang, em không lấy tiền cả nhà mình. Một bộ cực kỳ đẹp luôn, với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Chỉ với 80.000 một bộ thôi. Quá đẹp luôn nha. Màu cam. Rồi, ai thích trắng, trắng ngà này, trắng yêu thương này cả nhà ơi. Một bộ 80.000 đây, ren này cả nhà ơi. Ren yêu thương có chạy viền điểm nhấn, có một cái nơ nho nhỏ luôn. Chạy viền bo cái đường cúc cho mình luôn nè cả nhà, bo cái đường cúc luôn nha. Quần dài có túi hai bên nha. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha. Quá đẹp, quá sang, còn suy nghĩ nghĩ gì nữa là cả nhà ơi. Ai thích xanh đen, chốt xanh đen cho em. Một bộ 80.000, tay có viền nè, cổ có viền nè cả nhà ơi. Một bộ 80.000, nhanh tay chốt đơn nha. Chất là chất lụa hàn, nên bao đẹp luôn, bao đẹp, bao sang cho mình luôn. Quần dài có túi nha, quần dài có túi nha. Em bao đẹp, bao chất cho mình luôn. Ai thích xanh đen, chốt xanh đen. Rồi, ai thích sọc cam, chốt sọc cam cho em nha. Rồi, ai thích bi hồng, chốt bi hồng cho em. Bi hồng một bộ 80k. Bi hồng 80k, vải bao đẹp, bao chất, bao sang luôn. Chất là chất lụa hàn nha, có ren, có nơ, có đường viền luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang mà chỉ với 80.000 thôi. Cái giá mà rẻ nhất có thể của em luôn nữa nha cả nhà ơi. Rồi, ai thích màu vàng, inbox vàng cho em. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này luôn. Vải quá đẹp, quá xuất sắc. Chất là chất lụa hàn, bao đẹp, bao mịn, rất bao sủ lông cho mình luôn nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ xuất sắc luôn. Hàng đẹp, hàng chất lượng luôn nha. Bao chất lượng, bao đẹp luôn. Rồi, màu này màu cam đất nè cả nhà ơi, cam đất nè. Ai thích cam đất chốt cam đất cho em. Ai thích cam đất chốt cam đất cho em luôn. Đó, cái này là nó bèo nha. Cái này là đi bèo chứ không phải đi ren. Cái này là đi bèo đây. Ai thích inbox cho em cam đất 80.000 một bộ. Tay là tay ngắn nha, tay ngắn có ren, quần dài hai túi hai bên luôn. Đó, quần dài hai túi hai bên luôn. Ai thích chốt giúp em một bộ 80.000, chất lụa hàn nên bao đẹp, bao xịn sò cho mình luôn. Rồi, xanh biển. Ai thích xanh biển, chốt xanh biển. Vải siêu đẹp, siêu sang cho mình luôn. Rồi, xanh dương nè cả nhà ơi. Xanh dương, xanh dương luôn nha. Xanh dương bèo nè cả nhà. Bèo nè đó. Bèo có trước cổ và sau cổ cho mình luôn nha. Có nơi chạy viền hai cái đường cúc cho mình luôn nha. Bo hai cái đường cúc cho mình, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng luôn nha. Quần là quần dài có túi hai bên nha. Một bộ chỉ 80.000 thôi. Chất lụa hàng quá đẹp luôn. Ai gần nhà mà sợ vải không đẹp, cứ việc ra nhà kiểm tra hàng thoải mái. Hàng đẹp, hàng chất lượng mình nhận. Hàng không đẹp, không chất mình đứng mua. Chỉ thôi. Một bộ 80.000 bên em bán hàng là bao chất lượng nha. Mua hàng mà được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, có gì đâu sợ. Một bộ có mấy chục ngàn lừa nhau chi, phải không? Vải bao đẹp, bao chất, bao sang cả nhà ơi. Hàng siêu đẹp, siêu xuất sắc luôn nha. Một bộ 80.000, nhanh tay chia sẻ like giúp em nha. Một bộ chỉ 80.000 thôi, vải quá đẹp, quá sang luôn. Đây, áo nè cả nhà. Áo là có ren nha, ren cổ nha, cổ trước và cổ sau cho mình luôn nha. Cổ trước và cổ sau cho mình luôn. Áo có nơ nha, đây có nơ, bo ren tự đường cúc cho mình luôn nha. Tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho bộ đồ luôn nha. Tay là tay có ren nha cả nhà, tay có ren luôn nha.
quần dài có túi hai bên cho mình nha. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Đây, hai bên túi cực sâu cho mình luôn. Đựng tiền, đựng điện thoại, đựng là ok nha. Bao ok cho mình luôn nha. Chất là chất lụa hàn, em bao hàng, bao chất, bao mịn rất, bao đẹp trai cho mình luôn. Một bộ 80 ngàn mình mua hàng, mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng đẹp, hàng chất lượng, mình nhận hàng giúp em. Hàng không đẹp, không chất, đứng thèm mua. Mấy mốt đứng thèm mua nhỏ này nha. À, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất, cực kỳ sang. Ai thích chốt đơn giúp em nha. Rồi, em qua mẫu cho mình nha. À, cực kỳ đẹp luôn, vải siêu đẹp, siêu sang luôn. À, mọi người cứ xem đi. Có nhiều người xem hồi sáng mà cũng vậy. Xem cho đã, cái bắt đầu không dám đặt. Đi ra nhà anh Tâm mua. À, cũng được, miễn sao có mua là được rồi nha. Cứ xem thoải mái. Nhớ chia sẻ like giúp em là em cảm ơn rồi nha. Một bộ chỉ 80 ngàn thôi. Quá đẹp, quá chất, quá sang luôn cả nhà ơi. À, cực kỳ đẹp, cực kỳ yêu thương cho mình luôn nè. Cổ ren nè, cổ ren có nơ nè, thấy không? Cổ ren có nơ, quần dài có túi hai bên luôn. Vải là cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Vải đẹp, vải chất em mới dám đưa gần cho cả nhà mình xem nha. Vải dộn, vải xấu, vải cứng, vải thô, vải khơ là em không bao giờ đưa cho mình xem rồi. Hàng đẹp, hàng xuất sắc, bao chất, bao kiểm tra hàng. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng mà mắc mới gì mình phải sợ đúng không? Khách lại gần nhà thì cứ việc lại nhà lựa hàng thoải mái nha. Khách gần nhà thì cứ việc lại nhà lựa hàng thoải mái luôn. Hàng bao đẹp, em bao chất, em bao sang cho chị em mình luôn nha. Một bộ 80 ngàn chất lụa hàng. Đó. Ai thích lụa tiểu thư thì inbox cho em. Lụa 80k, trời ơi quá đẹp rồi. Đó. Hàng bao đẹp, bao chất, bao sang cho mình luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Vải quá đẹp, quá chất, quá sang mà một bộ chỉ có 80 ngàn thôi. Trời ơi trời. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Ati nha cả nhà. Ati 80 ngàn một bộ. Ati 80, ơ quên, để cổ thôi. Nói với anh Linh nữa rồi. Một bộ 60 ngàn. Ai chia sẻ like giúp em. Em bán với cái giá yêu thương luôn. 50 ngàn một bộ. Chứ không phải thôi. Nói riết khùng. Rồi. Em lên mango cho mình xem nha. Mango đẹp xuất sắc con mà bậy luôn. Cổ xe này cả nhà ơi. Form này là form to nè. Form này là form to nha cả nhà. 65kg quay đầu giúp em. Vải siêu đẹp. Em nói là một từ là siêu đẹp nha. Em nói là một từ là siêu đẹp cho mình luôn. Vải xuất sắc, đẹp từng cm luôn. Đó. Rồi vô vải là mịn rất, bao đẹp, bao mịn rất cho mình luôn. Một bộ 100 ngàn tay ngắn nha. Một bộ là 100 ngàn với tay ngắn nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. 65kg mình quay đầu giúp em Tâm. Cái mẫu mango này, size này có size lớn cho chị em mình lựa chọn luôn nè. Size này là size lớn. À, nhiều người nói trời trời tao thương quá trời mà sao cứ 60kg quay đầu mà cái vải này không có độ giãn phải không? Là chỉ được 50 mấy ký thôi. Mà cái mẫu này là bữa nay lên size đại cho mình luôn nè. Bữa nay lên size đại cho mình luôn. Một bộ 100 ngàn chất mango loại 1. Bao đẹp, bao chất, bao sang cho chị em mình luôn nha. Hàng không đẹp, không chất, không sang, em không lấy tiền chị em mình luôn. Đây, vải bên em là bao mịn rất, bao đẹp trai, bao sang, bao chảnh luôn. Đường kim mũi chị cực kỳ sắc sảo luôn nha. Cổ là cổ sen nha. Phối cổ sen, tay phối nè. Quần cũng phối luôn nha. Chân quần phối luôn. Vải cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn nha. Đây em đưa gần lại cho chị em mình xem nè. Cái chất vải của nó là em bao mịn rất luôn. Bao xù lông, bao nhanh mango loại 1 của em nha. Hôm nay em sale cho mình với cái giá cực kỳ yêu thương. Cực kỳ là yêu thương luôn cả nhà ơi. Chỉ với 100 ngàn thôi nha. Quần dài có túi hai bên. Form này là form lớn. 65kg mình quay đầu giúp em. Trời ơi. Đó. Cực kỳ đẹp trai luôn. Cực kỳ đẹp trai luôn. Một bộ. Chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. 100 ngàn chất mango bao đẹp, bao xịn sò cho mình luôn. Ai thích mango chốt giúp em. Vải quá đẹp, quá sang luôn cả nhà ơi. Bao đẹp, bao chất, bao sang luôn. Một bộ chỉ 80, ơ một bộ chỉ 100 ngàn thôi. Mango mà có 100 ngàn là cả nhà ơi, vải siêu đẹp chưa? Vải siêu đẹp, siêu sang nha. Không đẹp, không sang, không chất, em không lấy tiền cả nhà mình luôn. Cổ là cổ sen nha. Cổ sen, viền cổ sen, tay viền, chân quần viền cho mình luôn nha. Hai bên có túi nha. Quần dài hai bên có túi, vải siêu đẹp, siêu sang. Rờ vô là mịn rất, bao đẹp, bao chất, bao phê cho mình nha. Một bộ
Một bộ chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, 100 ngàn một bộ mà cái chất mango đó, 100 ngàn một bộ mà cái chất mango, còn gì để suy nghĩ nữa cả nhà ơi. 100 ngàn một bộ chất mango, hàng siêu đẹp, siêu sát mà siêu sang nha. Rồi, để em cột lại cái mẫu này, để em lên cho khác cho mình cả nhà mình xem đó. Làm tới đâu nó gọn tới đó đi, có mình ơn là làm không có nổi, bày ra cái mình mai nhìn như đống rác vậy đó. Cực kỳ đẹp luôn, vải siêu đẹp nha. Hàng bên em lại bán vải siêu đẹp, mua hàng mình kiểm tra hàng, vải không đẹp không chất mình không cần nhận đâu, nhận chi đúng không? Vải đẹp vải chất này sang, mình nhận hàng giúp em nha. À, mọi người sẽ mọi người nhớ chia sẻ like giúp em là em cảm ơn rồi. Hàng quá đẹp, quá chất, quá sang luôn, mà một bộ chỉ có nhiêu 80.000 là chất lùa hàng mango, em bán cho mình với cái giá yêu thương luôn, 100.000 một bộ. Tay ngắn nha cả nhà ơi, tay ngắn luôn, 100.000 một bộ. Vải tao nói là đẹp xuất sắc con bà vải nha. Mua hàng mà được kiểm tra hàng nha, mua hàng mà được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Vải đẹp, vải xuất sắc mà nhận hàng giúp em, trời ơi đẹp xuất sắc con bà vải luôn. Ai thích màu nào inbox em, ai gần thì cứ việc lại nhà lựa đồ thoải mái nha. Ai gần thì cứ lại nhà lựa thoải mái nha. Đây, màu cho mình chọn đây chị nha ơi, màu vàng, màu yêu thương, trời ơi nè, nó bo viền nè, cực kỳ đẹp mà cực kỳ chất, cực kỳ sang chưa. Chất là chất lụa hàng nha cả nhà. Form là form to cho mình chọn lựa nha, form là form to cho mình nha. Một bộ 100.000, nó đưa gần cho cả nhà mình xem là cái vải của nó mịn gức luôn nè. Cái vải của nó là mịn gức luôn nha. Quần là quần dài có túi hai bên nha, quần là quần dài có túi hai bên. Vải siêu đẹp, siêu chất, siêu sang cho chị em mình luôn nha. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Hàng không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Ai thích màu nào inbox cho em. Vải siêu đẹp luôn. Đây, ai thích hoa biết inbox biết, biết cho em nè. Rồi, màu đẹp chưa. Đó, cực kỳ đẹp luôn. 65kg, cái này là form to nha. Mẫu em đang mặc là form to, 65kg mình quay đầu mặc vừa giúp em. Hàng siêu đẹp, siêu xuất sắc luôn. Mặc lên cái vải là em bao miệng rất bao đẹp, bao sang như mình luôn nè cả nhà ơi. Quá đẹp, quá sang, quá chất luôn. Quá đẹp, quá sang mà quá chất luôn nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. 100 ngàn một bộ, ai thích inbox cho em. Màu đầu biết màu vàng nè, màu vàng, màu đỏ nè, màu xanh đen nè, nhiều màu cho mình chọn lắm nha. Bao đẹp luôn, hàng em bao đẹp, bao chất cho mình luôn nha. Một bộ chỉ 100 ngàn thôi, một bộ chỉ 100 ngàn thôi. Cái giá cực kỳ yêu thương luôn, cực kỳ sexy luôn nha, con bà vẫy luôn nha. Đây, 100 ngàn một bộ chất mango loại 1 của em cả nhà ơi. Vải siêu đẹp, siêu chất, siêu sang luôn. 100 ngàn một bộ. Form này là form to nha cả nhà. Form này là form to nha. 65kg mình quay đầu mặc vừa giúp em nha. 65kg mình quay đầu mặc vừa giúp em. Đó. Ai thích đen đen có rằng có ri bên em đầy đủ cho mình luôn nha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Mình thích màu nào mình inbox cho em. Vải siêu đẹp, siêu sang luôn. Rồi, ai thích hoa cúc inbox hoa cúc cho em luôn cả nhà ơi. Một bộ mango em đang mặc trên người à. Mango loại màu cao cấp nha. Form này là form từ 65kg mình quay đầu giúp em nha. Form này là form lớn nè. Giúp ai những ai mà hả? Như em nè. Như em là 58kg mặc size form nhỏ đâu có vừa đâu. Mặc size form này là rộng rãi thoải mái và sung sướng luôn. Bao đẹp, bao sang, bao chất cho mình luôn. Một bộ mango loại một cái giá cực kỳ yêu thương, chỉ có 100 ngàn một bộ thôi. Bao đẹp, bao chất luôn nha. Bao đẹp bao chất cho mình luôn. Hàng không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình nha. Đây, màu đỏ. Ai thích đỏ inbox đỏ cho em. Đỏ này, đỏ tròn nè cả nhà ơi. Nè, cổ này có mẫu khác luôn nè. Cổ này là cổ nhẫn nè cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất, cực kỳ sang luôn. Quần dài có túi hai bên cho mình hết nha. Quần dài có túi hai bên cho mình hết luôn. Đó, quá đẹp luôn. Chất mango em nói nó bao mịn rất bao đẹp trai cho mình luôn. Hàng không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Khách gần nhà em miễn phí ship. Còn ai mà gần nhà mà không tin tưởng hàng bên em, sợ hàng xấu, hàng lỗi, hàng đẻo, hàng rẻ gì đó, thì cứ việc lại nhà kiểm tra vải chất lượng ok. Mình mua không chất mình ngoắt điếc mình đi cái màu. Mặt thấy ghét lên mạng nói xàm xàm đồ xấu quắc lên nói đẹp phải không? Không có nha. Có sao nói vậy à, có sao nói vậy, nhỏ có sao nói vậy. Thích thì mua tiếp, không thích thì quay đi cũng không sao nha. Một bộ 100 ngàn mango quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Form dáng cực kỳ ok luôn. Cổ phối sen nè cả nhà ơi. Tay là tay lỡ nha.
tay là tay lỡ, quần dài có túi hai bên, hàng siêu đẹp, siêu chất, siêu sang cho em trong cả nhà. Mango loại 1, hàng này là em bao mịn rất luôn, bao sang luôn, bao giặt máy, bao xù lông luôn nha cả nhà, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Hả, nhận hàng về là rờ với cái vải là bao phê, khách tới nhà rờ vải còn phê, đừng nói tới mình nha. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha cả nhà, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất, cực kỳ sang luôn, bao la màu cho mình lựa chọn luôn nha, bao la màu cho chị em mình lựa chọn luôn. Hàng đẹp hàng chất mình nhận hàng, hàng xấu quắc mình cho hàng quay đầu nha. Hàng đẹp hàng chất mình nhận hàng giúp em. Một bộ chỉ với giá là 100.000, chất mango loại 1. Form này là form lớn cho chị em mình lựa chọn nè. 65kg mình quay đầu giúp em, quá đẹp quá sang luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ chất, cực kỳ sang, hàng không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình. Quá đẹp rồi cả nhà ơi. Đó, mango. Mango loại 1 cao cấp luôn nha cả nhà ơi. Một bộ 100.000, quá sang quá chất luôn. Ai thích màu tối em có màu tối, ai thích màu nổi em có màu nổi. Bảng màu bên em làm vô đa dạng luôn nha cả nhà. Hàng siêu đẹp, siêu chất, siêu sang cho mình luôn. 65kg quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Quá đẹp, quá sang, quá chảnh luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Hàng siêu đẹp, siêu chất, siêu sang luôn. Quần đùi cả nhà ơi. Đó, em sale quần đùi cho mình. Em sale quần đùi jean cho mình nha. Em sale quần đùi jean cho mình luôn. Đây, có ngôi sao may mắn luôn. Quần đùi riêng em sale cho mình luôn nè. Một cái quần đùi riêng chất co giãn cực kỳ ok luôn nha. Hai bên ông là có túi quần cho mình luôn. Chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, sang chảnh luôn. Đó. Đây, theo nè cả nhà. Theo là theo máy luôn nha. Hình là hình theo máy luôn. Đó. Cườm này cườm theo máy. Bao xài máy giặt, bao êm, bao phê luôn. Chân quần có điểm rách nhẹ nhàng cho mình luôn nha. Form này là form cao nha, lưng này lưng cao nha. Mặc là bao không hở lưng nha. Lưng này lưng cao, mặc bao không hở lưng luôn. Một cái quần như vậy em sale cho mình với cái giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Nhớ chia sẻ like giúp em Tâm là ok rồi. Một cái giá mà giá chưa thể nào rẻ hơn được nữa. 35.000 một cái quần, quá xuất sắc luôn. Chất jean nha, chất jean nha. Co giãn nhẹ cho mình luôn nha. Co giãn nhẹ cho mình luôn. Đây, logo em đưa gần lại cho cả nhà mình xem nè. Logo in bằng máy luôn. In bằng máy nha. Đó, in bằng máy. Cườm này cườm in máy nên bao xài máy dài. Không sợ đứt chỉ, không sợ mất cái hình theo của mình. Quá đẹp, quá chất, quá sang luôn. Cườm này dập máy trời ơi, nó xếp riêng như vậy. Mình lấy tay mình giật còn chưa đứt, đựng nó mà cườm nó bong nha. Hàng đẹp, hàng chất, hàng sang luôn cả nhà ơi. 35.000 một cái quần riêng. Quá đẹp, quá chất, quá sang luôn. Chỉ với 35.000 một cái quần riêng thôi. Cực kỳ đẹp luôn. Ai thích chốt giúp em quần riêng 35.000 một cái. Đó. Cực kỳ đẹp luôn chưa? Đây, quá đẹp luôn. Ôi, ông này ông cười nè. Ông cười tươi luôn, có 35.000 mà ông cười tươi hết mà sợ. 35.000 mà cười vậy đó, rồi mấy 100.000 cười tới cỡ nào nữa. Đây cả nhà ơi, quần riêng co giãn nha. Form này là 60kg mình quay đầu giúp em nha. Một cái 35.000, hàng siêu đẹp luôn. Hàng siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp, quá sang nha. Mọi người xem like mình nhớ chia sẻ like giúp em nha. Quá đẹp luôn. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Quần jean này cả nhà ơi. Đó. 60kg mình quay đầu giúp em với mẫu quần jean này. Chỉ với 35.000 mình sở hữu ngay một cái quần jean giúp em nha. Độ co giãn là vừa phải nha. Đây cực kỳ đẹp luôn. Quần jean này là lưng cao nha. Bao ngồi không bị hở lưng nha. Bao đẹp luôn. Đây chân quần có ren cho mình luôn nè. Đó, tua rua cho mình nè. Đó, không bị lúa, không bị sang nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, tinh tế nhẹ nhàng luôn. Một cái chỉ có 35.000 thôi. Nhanh tay chốt giúp em nha. 35k. Quá đẹp luôn. Đó. 35.000 một cái. Cực kỳ yêu thương chưa? Giá cực kỳ mềm chị em mình chưa? Đó. Không thể nào mềm em được nữa. Quá mềm rồi. Quá mềm, mềm hết sức có thể rồi nha. Đây. Một cái 35.000. Ai thích chốt đơn giúp em. 35.000 một cái quần riêng. Trời ơi. Theo mà theo máy nữa cả nhà. Đó. Theo máy luôn chứ không phải theo thường đâu nha. 35.000 một cái quần riêng thôi, cực kỳ yêu thương. Lưng là lưng cao, bao ngồi hở lưng luôn. Bao ngồi hở lưng cho chị em mình luôn. Chỉ với 35.000 một cái quần riêng thôi. Quá đẹp, quá chất, quá sang luôn nha. Rồi, ai không thích tua rua, em không có tua rua cho mình luôn. Ai không thích có tua rua, đơn giản đây. Đơn giản cho mình đây, ai thích đơn giản em có đơn giản luôn. Trơn cho mình luôn nha. Điểm nhẫn nhẹ nhàng là mình lận cái lưng, lận cái quần đùi lên thôi nè. Đó, lận cái chân quần thôi. Quá đẹp luôn. 35.000 một cái quần đùi nha. Có túi hai bên nha. Túi này là túi thật chứ không phải túi giả nha cả nhà. Hàng này là hàng mới nha. Hàng này là hàng mới 100% nha. Túi bên em còn chưa khui tem nữa nè.
Đối với em còn chưa hề khui tem nữa nè. Tem còn nguyên luôn nha, mua về là phải sử dụng. Lưỡi bào đứt được nha, đó cực kỳ đẹp chưa. Bao đẹp bao chất cho mình luôn. Form này là 60kg mình quay đầu giúp em, chỉ với 35.000 một cái quần jean thôi. Đó cực kỳ đẹp không. Ai thích quần jean inbox quần jean cho em. Quần jean 35k quá đẹp luôn. Lưng là lưng cao cho mình luôn nha. Lưng là lưng cao cho mình luôn. 35.000 một cái quần jean. Coi giá nó ok luôn, form cực kỳ ok. Có quần túi hai bên cho mình nha, 35.000 một cái. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ai không thích trên, thích có chút xíu gì gọi là nổi nổi phải không? Đây, thích chút xíu, em có chút xíu luôn. Em rách một chút xíu cho mình luôn nè. Đó, em rách một chút xíu cho mình thôi, không rách nhiều nè. Ai thích chút xíu thì em thêm chút xíu nha. Đây, có chút xíu cho mình liền luôn đây. Một cái 35.000, trời ơi, quần riêng. Độ co giãn cực kỳ em luôn nha. Độ co giãn cực kỳ em luôn. Chỉ với 35.000 thôi. Có túi hai bên cho mình luôn. Túi là túi thịt nha. Lưng cao nha cả nhà. Lưng cao cho mình luôn nha. Một cái 35.000 quần jean. Form này là 60kg mình quay đầu giúp em. Chỉ với 35.000 một cái thôi. Quá rẻ, quá chất, quá sang nè cả nhà ơi. Suy nghĩ gì? 35.000 một cái. Hàng bao đẹp, bao chất, bao sang. Không đẹp, không chất, không sang. Không phải 35.000 là rờ vô các bạn cứng ngắc không hề nha. Mềm nha. Mềm mà đẹp mà chất mà sang luôn nha. Quần hàng bên em là hàng mới 100% nha cả nhà. Hàng mới hàng 100% nha. Đây, túi quần em chưa hề khui tem luôn nè cả nhà. Đây, túi quần là có thiệt nha. Đây, bỏ đồ được nha, bỏ tiền được nha. Nhiều người nói, trời ơi mua quần lên 35 ngàn chắc không có túi. Rồi đi ra đường lỡ may tiền để đâu. Họ có tiền mà không biết để chỗ nào đây. Em sợ mình có tiền không biết để phải không. Em bán cái quần này có túi hai bên luôn. Tiền đừng đầy hai túi cho em nha. Tiền đừng đầy hai túi cho em luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. 35.000 một cái. Đó, chân quần nào có lận lên điểm sang nhẹ nhàng cho mình luôn. 35.000 quần rin. Ai thích inbox cho em. Quần rin 35.000. Quá đẹp luôn. Rồi, rắc ít chưa đã phải không? Rắc nhiều lên tí nữa đi. Đó, một đường ít quá. Một đường ai thấy mà ít quá, nó lẻ loi quá. Bữa nay em cho mình có đôi có cặp luôn nè cả nhà ơi. Hai cái đường rắc luôn. Đó, hai cái đường rắc nhẹ nhàng cho mình luôn. 35.000 một cái quần rin, quá đẹp quá sang luôn nha cả nhà ơi. Lưng này là cao nha. Đây, chân quần nè, lận lưng lận chân quần cho mình đẹp luôn nè. 35.000 một cái quần rin, 60kg mình quay đầu giúp em nha. Vải là có độ co giãn nhẹ nha, có túi quần hai bên cho mình luôn, cực kỳ đẹp. Chỉ với 35.000 một cái thôi, em sale cái giá là hết sức có thể cho chị em mình luôn. 35.000 một cái quần rin luôn cả nhà ơi, chỉ với 35.000 một cái thôi. Đây, có điểm rất nhẹ nhàng, không lúa nha, không hề lúa. Ai thích có rách em có rách cho mình luôn. 35.000 một cái quần riêng, sale rẻ nhất thì có thể cho em mình luôn nè. 35.000 một cái. Ai thích chốt cho em quần riêng 35.000. quá đẹp luôn. Đây, đây mẫu này rách nè, rách chấm 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 kế bên nhau nè, nghỉ rách thẳng rồi, giờ rách xéo đi. Đó, cái này nó điểm rách nhẹ nhàng thôi nha, bên trong không hề rách nha cả nhà, bên trong không hề rách luôn. Thế này là chỉ làm sừ thôi. À, sự nhẹ nhàng nổi lên, nổi vải lên cực đẹp luôn. Đưa gần cho cả nhà mình xem nha. 35.000 một cái quần jean. Trời ơi nó rẻ, rẻ quá trời rẻ rồi. Vải siêu đẹp nha, co giãn nhẹ cho mình luôn nha. À, 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu quần jean này. Ai trên 60kg làm ơn đừng đặt. Mặc vô không có đẹp em cũng không bán chi đâu nha. Em nói là bao nhiêu ký mình đặt cho em bấy nhiêu ký nha. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Quần jean này là siêu đẹp luôn. 35.000 một cái. Ai thích chốt giúp em 35k quần jean nha. Đó, ai thích chốt giúp em 35k một cái quần riêng. Vải siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp cho mình luôn nha. Đó, thịt rách có rách nè. Đó, chân quần lận nè, cực kỳ đẹp chưa. 35.000 một cái quần riêng, vải siêu đẹp luôn. Có túi hai bên cho chị em mình luôn nha. Có túi hai bên cho chị em mình luôn. Chỉ với cái giá là yêu thương nhất có thể luôn. 35.000 một cái quần riêng. Đó, mình mua hàng đẹp mình nhớ quảng cáo giúp em là em cảm ơn rồi nha. Đây, ai không thích rách, ai không thích gì, ai thích trơn, thích chu, em có trơn chu cho mình luôn nha. 35.000 một cái quần riêng trơn cho mình luôn nè. Đây, điểm nhấn nhẹ nhàng, có và lận cái quần nè. Đó, đẹp chưa. Lưng cao nha, lưng cao nha. Đó, bao cho mình luôn. Đó, bao cho mình luôn, lưng à lưng cao. Không sợ ngồi xuống bị hở lưng nha. Không hề sợ ngồi xuống bị hở lưng nha. Đó, ai thích thì inbox cho em. 35.000 một cái quần riêng. Quần riêng sao nè, đó thấy chưa, có ngôi sao luôn. Ai không thích rác, ai không thích trơn thì đến với cái ngôi sao đi. Ngôi sao mà có mặt cười luôn nè cả nhà, theo là theo máy luôn nha, theo máy cho chị em mình luôn. Đó, chân quần có rách nhẹ luôn nè, chân quần có rách nhẹ cho chị em mình luôn. Tơ rưa nè.
ghê chưa. 35 ngày mà làm trong kỹ thấy mắc mệt không? Mắc mệt luôn á. Đây, có mắc mệt luôn nha. Đây, có theo ngôi sao mặt cười nha. Cười mới chịu, cười mới mua, không cười mặt thu quá không mua đâu nha. 35 ngày một cái, quần mới 100% ngay cả nhà. Có túi quần hai bên cho mình luôn nha. Có túi quần hai bên cho mình luôn nha. 35 ngày một cái, phải siêu đẹp luôn. Đó. Ai thích inbox cho em. 35 ngày một cái quần riêng nè. Ai thích ngôi sao thì inbox cho em. 35 ngôi sao, trời ơi. Đó. Ai thích sao thì inbox sao cho em. Ai thích trên thì inbox trên cho em. Đó. Đẹp chưa? Một bộ 35, quên, một cái quần 35 ngàn siêu đẹp. Ai gần nhà ra nhà lựa đồ thoải mái. Ai ở xa thì mình cứ việc đặt. Đó. Thích mua sao cũng được, miễn sao mua là được rồi. Có như hôm nay á, khách ra nhà quá trời mà nói, tao thấy mày trên live nho nho dữ lắm, không mua mày, ra nhà kiếm mày mua chơi. Muốn mua đâu mua, có mua là mừng rồi đúng không? Đâu phải trên mạng bán mới được, ở nhà bán không được, không có nha. Muốn đâu mua, mua có mua của anh Tâm là anh Tâm mừng rồi đó. Đang đi bán chồng điện ten ten, em ơi về chưa, khách lại mua đồ mừng hết biết luôn đó. Cực kỳ đẹp luôn nha. Hàng bên em là bao đẹp, bao chất, bao sang luôn cả nhà ơi. Chất vải là cực kỳ ok, em bao đẹp luôn. Ai mua hàng bên em là biết chất rồi nha. Hàng không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình luôn. 35 ngàn một cái quần riêng. Ai thích hàng nào inbox cho em. 35 ngàn một cái. Ai thích mẫu nào inbox cho em. Quần riêng ngôi sao 35k, quần riêng trơn 35k nha. Đó. 35 ngàn một cái quần riêng thôi. Vải siêu đẹp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Coi dáng cực kỳ tốt luôn. Đã quá trời đã. Chỉ với 35 ngàn một cái thôi. 48kg mặc vừa không Tâm, mặc vừa nghe chế. 48kg là mặc siêu đẹp luôn, giò sẵn siêu sang luôn, siêu đẹp luôn. 48kg là mặc siêu đẹp rồi. Em chị, em 58kg thì mặc hơi ôm mà, vậy em mới nói là 60kg là phải cao từ 1m6 hắn lên mua. Trời ơi, mặc quần riêng này vô mà không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình luôn á. 35 ngàn một cái quần riêng, kiếm đâu ra mới hề lâu. Mà cái vải em nói là không phải là 35 ngàn là cái vải xấu nha. 35 ngàn mà cái vải nó đẹp, nó đẹp xuất sắc luôn. Hello, hello, chào Lâm Nguyễn nha. Vải siêu đẹp, siêu sang nha cả nhà ơi. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đây, mango em đang mặc trên người cho em cả nhà xem nè. Mango loại 1 của em nha, vàng vải siêu đẹp luôn nha. Cổ là cổ sen có phối nha, tay phối, chân quần phối luôn nha. Form này là form lớn nè, cho những chị em nào mà 65kg vừa nha. Chị Châu Thúy Kiều ơi, chị đạt không? Mai em mang vô cho, mai em đi bán này mang vô cho. Trời ơi, không đẹp không lấy tiền người ơi. Không đẹp không lấy tiền nha. Không thì đi đâu đi ngang ghế nhà cứ mua lấy đi cũng được. Trời sáng khách lại rờ là phái liền. Khách rờ là phái liền nha. Vải siêu đẹp luôn. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ chất, cực kỳ sang nha. Mango nè cả nhà. Form này là form lớn cho mình nè. Form này là form lớn cho mình luôn. 100 ngàn một bộ chất mango loại 1. 65kg mình quay đầu mặc vừa với cái mẫu này nha. Mọi người mình xem like nhớ chia sẻ like giúp em Tâm nha. Nhớ chia sẻ like giúp em Tâm với vải siêu đẹp siêu sang mà một cái chỉ một bộ chỉ có 100 ngàn thôi. Cực kỳ đẹp rồi. Nhanh tay chia sẻ like nha. Hàng này không đẹp không chất em không lấy tiền luôn nha. Đây em có áo lẻ nó ra nhà. Em có áo lẻ luôn. Cái thun của nó là co giãn êm lắm nha. Đẹp lắm luôn nha. Đây em cứ gần cho cả nhà mình xem nè. Theo nè. Theo máy luôn nha. Theo máy cho mình luôn. Đây tà nè, theo máy cho mình luôn nha. Một cái em sale cho mình với cái giá yêu thương luôn, 70 ngàn một cái. Hàng siêu đẹp luôn, co giãn nhẹ, vải mịn rất trơn tru, vải thiệt đẹp luôn nha. Không bị xù lông, xài máy giặt là bao êm. Em mặc lên cho cả nhà mình xem thử nha. Vải siêu đẹp luôn. Đó là cái, em mặc thử cái áo đó quần đi cho mình xem luôn. Quần riêng 35 ngàn của em là cả nhà ơi. Cái vải nó đẹp xuất sắc mà bậy luôn. Có hình thể ông mặt cười luôn nè. 35 ngàn một cái, quần này là quần mới 100% nha. Hàng không đẹp không chất em không lấy tiền mình luôn. Em mặc lên cho mình xem thử nha. Một cái chỉ 35 ngàn thôi. Vải siêu đẹp siêu chất xinh sang luôn. Mango loại 1 nha cả nhà. Mango loại 1 quần dài nha. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. 100 ngàn một bộ. 100 ngàn một bộ. Cực kỳ đẹp luôn. Quần riêng là cả nhà. Đó, quần riêng đồi nha. Em lên với cái áo thun cho mình xem luôn. 70 ngàn một cái áo thun, cái vải coi nhãn thiệt đẹp luôn. Sáng khách lại nhà rồi sướng quá, mua hơi ba cái ba kiểu. Không phải em có một kiểu nha, em có nhiều kiểu cho mình chọn nha. Em có nhiều kiểu cho mình chọn. Vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Mịn rất luôn nha, không xù lông nha.
vải mịn rất không xù lông cho mình luôn. Một cái chỉ có 70 nghìn thôi. Đó, đẹp chưa? Nhẹ nhàng và tinh tế luôn. Đó, bao trắng bao đẹp luôn. Bao trắng bao đẹp, bao tôn da luôn, không kém da cho mình luôn nha. Quần đùi nè cả nhà. Đó, quần đùi siêu đẹp chưa? Một cái quần chỉ có 35.000, bộ đồ cho người em mặc chị giá chỉ có 105.000 thôi. Mà bao đẹp bao sang, ra đường là bao chảnh luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Quần thì là quần là có logo nè, theo là theo máy nha. Áo cũng theo máy luôn. Đó, mình xài máy giặt, trong quá trình mình giặt, mình tẩy, mình rửa, vậy là bao không bị mất hình thù ban đầu của cái bộ đồ nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Háo hàng nút điểm nhấn nhẹ nhàng cho mình luôn nè. Quần này có túi hai bên luôn nha. Đó, có túi hai bên luôn nha. Tại vì em chưa mổ cái quần ra. Quần mới 100% em đâu mổ quần ra chi đâu, đúng không? Ai thích mua về tự mở ra ơn. Đó, sáng mai mang giờ rồi thấy rồi. Đó, cực kỳ đẹp cho mình luôn nha. Đây, áo siêu đẹp luôn. Một cái 70.000, quần riêng. Quần riêng thì một cái là 35.000 nha. Ai thích chốt giúp em. Còn ai gần nhà ra lựa ơn đi. Đó, có nhiều người ra nhà lựa. Thấy mày rồi, sáng ra kiếm mày. Sáng ra kiếm mày. Mà sáng đừng ra kiếm nha. 10 giờ nhỏ mới có mặt ở nhà nha. Thôi, 10 rưỡi đi cho chắc ăn. Như sáng nay, trời mưa 10 rưỡi mới về tới nhà. Trời, sáng nay trời mưa 10 rưỡi về tới nhà đâu có ở nhà đâu. Vải siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Vải siêu đẹp, siêu chất, siêu sang luôn. Một cái áo lẻ như vậy em bán với cái giá cực kỳ yêu thương luôn nha. 70.000 một cái, em bao giá thị trường cho mình luôn. Bao giá thị trường cho mình luôn đây nè cả nhà ơi. Đó, nhiều kiểu áo cho mình chọn luôn. Sơ mi nè, áo hai bên có túi luôn nè. Mở ra cho mình xem nha. Một cái 70.000 nha. Một cái 70.000. Vải siêu đẹp luôn, có độ co giãn nhẹ cho mình luôn. Lên là bao da luôn, và hợp da, tiệp da nè, không kén da cho mình luôn. Quá đẹp, quá sang. Vải là co giãn nhẹ, bao dáng, bao ôm, bao đẹp cho mình luôn. Một cái chỉ 70.000 thôi. Suy nghĩ gì phải không? Đó, suy nghĩ bận tâm thì gần nhà cứ việc lại kiểm tra vải. Đó, vải đẹp, vải chất mình mua, vải xấu quắc mình đừng mua. Đó, vải đẹp, vải chất nhớ. Nhớ là phải quảng cáo cho người thân, bạn bè, cô dì, chú bác mua giúp em nha. Cô dì, chú bác mua giúp em nha. Nhớ chia sẻ like giúp em nha. Vải siêu đẹp, siêu chất, siêu sang luôn cả nhà ơi. Đây, ai thích sơ mi em có sơ mi luôn. Tay là tay lỡ nè, đây có cúc lên cho mình luôn nè. Có cúc lên cho mình luôn nha. Cổ bẻ nha. Cổ là cổ bẻ cho mình luôn nè. Sơ mi đứng nè. Có túi giả, cái này là túi giả nha. Túi giả hai bên cho mình luôn. Sang đẹp chảnh luôn. Một cái 70.000. Ai thích inbox cho em nha. Đây, 70k, siêu đẹp luôn. Khách gần nhà cứ lựa thoải mái nha. Khách gần nhà cứ lại lựa thoải mái. Lựa khi nào đẹp mình thích mình mua, không thích mình đi mua cái khác nha. Em không bán nha. Vải siêu đẹp luôn. Hàng bên em bán là siêu đẹp, em bao luôn. Lại mua là bao dính. Hàng rờ vô là quá đẹp, làm sao đi nổi phải không? Hàng rờ vô đẹp quá sao đi nổi. Đó, mà giá cả nó quá hợp tình hợp lý nha cả nhà ơi. Một cái áo trên người em đang mặc chợ, cái giá nó quá hời luôn. 70.000 một cái, vải quá đẹp quá sang luôn. Đó, ai thích chốt giúp em nha. Đây, sơ mi, ai thích sơ mi em có sơ mi cho mình luôn nha. 70.000 một cái. Chỉ 70.000 một cái thôi, vải thì siêu đẹp luôn, suy nghĩ gì nữa. Đó, nhanh tay chốt giúp em 70.000 một cái. Sáng chị kia lại mua hơi ba cái. Em ơi, vải đẹp quá. Vải siêu đẹp luôn. Bán hàng mà khách khen là còn gì bằng nó cả nhà ơi. 70.000 một cái áo sơ mi, vải siêu đẹp siêu sang cho chị em mình luôn nha. Vải siêu đẹp siêu sang luôn. Không đẹp không sang, không chất, không nên lấy tiền cả nhà mình đâu. Lấy tiền có được đâu. Họ xấu quá, có ai mua đâu đòi lấy tiền. Đẹp mới lấy tiền được, đúng không cả nhà? Nói chơi cho nghe vui vậy thôi chứ. Đẹp mới lấy tiền được, không đẹp ai lấy cho mình lấy tiền. Ai cũng vậy thôi. Lại kiểm tra hàng, hàng đẹp, hàng chất ok, lấy tiền được. Lần sau tao còn giới thiệu bạn bè, cô dì, chú bác lại mua tiếp. Hàng xấu quá vật cười miếm miếm thôi. Kẹt công chuyện quá hay là quên mang tiền gì đó này nọ gì đó. Một cái câu tế nhị nhẹ nhàng luôn mà không mất lòng ai hết trơn, đúng không? Một câu nói quá nhẹ nhàng như là sau nghỉ ghé mày nha. Còn hàng đẹp thì trời, mai mốt ghé nữa à. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. 70.000 một cái áo, quá đẹp luôn. Rồi, ai thích có nút thì giấc cái đó. Ai không thích có nút, có hồng có nút cho mình luôn. Một cái 70.000, vải siêu đẹp luôn. Đây, sơ mi trơn cho mình caro nè cả nhà ơi. 70.000 một cái.
vải siêu đẹp, siêu xuất sắc cho mình luôn. Cổ sơ mi đứng nè, form là form ôm nhẹ cho mình luôn nha, form ôm nhẹ như em đang mặc trên người luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu khác cho mình thay đổi, ai không thích kiểu này mình lấy kiểu khác thôi. Mai lấy cho chế 3 cái quần lấy size nhỏ ấy. Ok chế, ok chế, quần lấy size nhỏ chế. Trời ơi, mai mặc vô đẹp quá, cười húm húm nha. Mai mặc vô húm húm. Rồi chế ơi, quần lát em thử gấm cho chế xem. Gấm siêu đẹp, siêu sang luôn nha. Em mang đi bán là nó ngay mình rượu hời thôi, mình sợ người ta nể mình quá người ta mua á, mình cũng sợ cái đó nữa đúng không? Tại vì mình cũng mối mà, mối chứ mình sợ người ta nể mình rượu người ta không mua thì kỳ. Có nhá câu trước nè, rờ đi, vải đẹp, vải ok, mua ngay chế, đừng có nể em mà mua về mặt không được kỳ lắm à nha. Rờ vô vải đẹp quá, đẩy hơi 4 bộ chế đó. Vải không đẹp, không sang, không lấy tiền nha. Mẫu này em có size cho mình luôn, từ 45kg tới 65kg, mặc vừa mặc lên, bao sang, bao đẹp, bao tiểu thư. Đợi em chút em lên mẫu này xong thử lên cho coi. Mua về mà con gái chế mặc vô không đẹp, không chất, em không lấy tiền luôn. 100.000 một bộ. Để em qua cái áo thun này để mới lên cái đó được. Em bán hàng đó hot lắm nha. Hôm nay em bán hàng đó hot lắm, ngày nào cũng mang ra chợ bán hết trơn. Sáng đi lấy hàng mang ra chợ bán ngày cũng được mười mấy cái. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Áo thun co giãn cực kỳ ok, bao đẹp, bao chất, bao sang cho mình luôn. Chỉ với bao nhiêu à? 70.000 một cái, vải đẹp xuất sắc luôn. Vải đẹp xuất sắc con bà vậy luôn, không đẹp, không chất, em không lấy tiền cả nhà mình nha. À, ai không thích sơ mi mà không có cổ, em có cổ cho mình luôn nè. Nhẹ nhàng đẹp luôn, sang chảnh luôn. Mặc cái này với quần bỏ một cái, quần tây một cái, quần riêng một cái, không đẹp, không chất, em không lấy tiền mình luôn nha. 70.000 một cái áo, quá đẹp luôn. 70.000 một cái áo, trời ơi, quá đẹp, quá rẻ, form là form ôm cho mình luôn. Vải là mịn rất luôn, bao xài máy giặt, bao chất, bao phê luôn nha. Đó, bao xài máy giặt, bao chất, bao phê luôn. Cái form áo này giờ em còn có một size thôi. Size là từ em 57kg. Đó, size là từ 52kg, 52kg tới 63, 64kg là vừa. Bự hơn đứng mua. À, có ôm được nữa. Chị Tân nhiêu ký đây? 65kg là vừa luôn á. 65kg là bài cao từ 1m6 nha. Trời ơi, vải nó đẹp giả ma, xuất sắc con bà bảy luôn nha cả nhà ơi. Nè, màu xanh, ai thích xanh biển cho xanh biển cho em. Vải siêu đẹp, siêu chất, siêu sang. Vải là em bao mịn rất luôn. Ai thích cổ trơn, mẫu có theo như em nè. Đường cúc nhẹ nhàng cho mình luôn. Một cái 70.000 hàng siêu đẹp, siêu chất luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng bơ mà lên nó bao da, bao da luôn. Đó, lên là bao trắng luôn nè cả nhà. Lên là bao trắng, bao đẹp luôn, bao không kém da luôn. Hàng bên em là bao đẹp, bao chất cho chị em mình luôn nha. Hàng đẹp, hàng chất em mới dám bán hàng xấu quắc đâu bán chi. Mai mốt không ai mua em nữa, bán như ai. Để ăn, đồ ăn thì mình ăn hết. Quần áo mình mặc đâu nổi. Mặc cũng vừa, mặc quá sao mặc nổi phải không cả nhà. Hàng quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Ai thích chốt cho em, BMA theo đồ gì tùm lum hết trơn. Vải siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi em qua mẫu cho mình, em qua mẫu cho mình nha. Quá đẹp luôn. Qua tính đâu là viêm ma. Rồi vô cởi khí thế luôn không có. Đây cả nhà ơi, hàng nó đẹp mà làm cho bao nhiêu người thấy là muốn mua. Rồi nếu ai thấy mình thấy kiểu là mình cảm thấy mình ok đúng không? Nhưng việc đầu tiên trong cái não mình suy nghĩ phản xạ đầu tiên là chất vải như thế nào. Câu hỏi đầu tiên mà bao nhiêu người đặt ra, cái điều đó điều dĩ nhiên thôi. Em cho cả nhà mình xem cái chất vải bên em nè. Gấm Nhật loại 1, vải bao đẹp, bao chất, bao sang. Mặc lên là bao tiểu thư luôn, bao đẹp luôn nha. Mặc lên cho cả nhà mình xem. Vải siêu chất luôn, vải siêu chất luôn. Một bộ 100.000, cái giá là quá yêu thương luôn. Gấm Nhật loại 1, hàng không đẹp, không chất, em không lấy tiền cả nhà mình luôn. Một bộ chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương, quá sexy mà quá đẹp luôn. Đó, bao tiểu thư, bao đẹp, bao chất mà cái giá chỉ có 100.000 thôi. Ai thích chốt đơn giúp em nha. Em có size cho mình chỉ để lại số ký cho em là ok nha. Em có size cho mình chỉ để lại số ký là ok nha.
Một bộ 100 ngàn gấm Nhật loại 1 trở nó đóng nè. Cái bóng có đẹp giả ma luôn cả nhà ơi. Nhiều màu cho mình chọn nha. Chẳng qua em thích màu sáng thì em quốc màu sáng mặc lên thôi chứ. Xanh đỏ, tím vàng, xanh đen, màu tím, màu diễm cũng có nha. Em lên đi để cho mình chọn màu nha. Ai thích ai bao nhiêu ký thì inbox cho em. Gấm của nhà em là bao đẹp, bao chất, bao sang luôn. Mẫu này em có hai size cho mình. Từ 45 ký tới 65 ký mặc vừa. Mặc lên không đẹp, không chất, không sang, không lấy tiền cả nhà mình luôn. Đây. Bao đẹp nha. 100 ngàn một bộ. Giá cực kỳ yêu thương. Mà vải thì là siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp luôn đó. Rơi vô cái vải, mọi người nhìn thấy cái vải không? Vải bóng, vải đẹp, vải siêu đẹp luôn. Đó. Mình thấy đã đẹp rồi chứ mà khách mà rời vô một cái là bao ghiền. Rời vô là bao ghiền, bao mua nha. Mình đặt hàng bên nhà em có một cái nha cả nhà. Hàng mình kiểm tra hàng đẹp thì mình nhận, xấu mình đừng nhận nha. Còn khách gần nhà là em là shipper, em giao hàng cho mình. Mình rờ hàng, hàng đẹp mình lấy, hàng xấu tâm ơi, không đẹp đó chị không lấy. Không sao nha, không sao. Đẹp nhận, xấu trả, ok không? Em bán hàng là em siêu dễ luôn nha. Đây, quần dài có túi cho mình luôn. Quần dài có túi cho mình luôn. Ai bao nhiêu ký mình đặt em nha. Em có hai size cho mình chọn. Từ 45kg tới 65kg mặt vừa. Vải bao đẹp, bao chất, bao sang. Vải không đẹp, không chất, không sang, không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. 10 khách thử, 10 khách rờ có cái vải, 10 khách thương đủ 10. Đây, viền là cả nhà ơi. Viền là cả nhà. Áo có túi luôn nha. Áo có túi cho mình luôn. Quần dài có túi hai bên luôn. Quần dài có túi hai bên luôn nha cả nhà ơi. Màu bên nhà em là bao la màu cho mình lựa chọn luôn. Màu bên nhà em là bao la màu cho mình lựa chọn luôn. Một bộ chỉ có 100 ngàn thôi. Gấm Nhật loại 1 mặc lên bao sang, bao tiểu thư, bao chất, bao xịn sò luôn đây. Đó, cực kỳ đẹp chưa? Đó, bao sang luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Em có size cho mình từ 45kg tới 65kg mình quay đầu giúp em. Chỉ với 100 ngàn thôi. Vải siêu đẹp, siêu chất, siêu sang luôn. Nhìn vô là bao phê luôn nha. Rờ vô vải thì là bao tê luôn. Ghê không? Ghê không? Thấy em ghê chưa? Vải ta nói vải phải đẹp thì mình mới dám quảng cáo nha. Vải không đẹp không dám quảng cáo đâu cả nhà ơi. Cái gì cũng vậy, phải đẹp mới quảng cáo. Xấu quảng cáo người ta cười mặt cho đó. Người ta lại người ta rờ vải mà không đẹp người ta nói thẳng mặt nhục lắm. Không chơi nha. Rồi, ai thích màu hồng inbox hồng cho em. Em là 57kg, em đang mặc size 65kg nha. 45kg tới 55kg là một size. 55kg tới 65kg là một size nha. Đó, ai bao nhiêu ký thì việc để lại số ký cho em thôi. Đó, mình thích chọn màu mình để lại số ký cho mình chọn màu nha. Đây, size em đang mặc là size 2XL nha. Là từ 55kg tới 65kg mặc vừa, mặc bao thoải mái, bao mát mẻ, bao đẹp luôn. Màu hồng, ai thích hồng mình inbox hồng cho em. Ai thích xanh mình inbox xanh cho em. Ai thích vàng đồng mình inbox vàng đồng cho em nè cả nhà ơi. Mấy cái màu này mặc lên bao trắng, bao đẹp mà bao sang luôn, bao tiểu thư luôn đó. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ xuất sắc nha. Vải cực kỳ đẹp mà cực kỳ xuất sắc. Một bộ chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. 100 ngàn một bộ. Giá bao xịn sò, bao đẹp, bao chất cho mình luôn nha. Không đẹp không chất em tâm không lấy tiền cả nhà mình luôn. 100 ngàn một bộ. Quá đẹp, quá chất, quá sang luôn. Đó, rồi. Màu này màu gì ta? Đó, màu rút nhẹ gì? Màu này là em đang như em đi bán á, là mấy cái người mà lớn á, tầm 40 tuổi là người ta mê mấy cái màu này lắm, người ta thích cái màu nhẹ. Đó, còn như em là tuy 30 ba mấy thiệt nhưng mà còn tinh thần si tin lắm, thích màu đỏ, màu vàng, màu hồng đó mà. Đó nghe, ai thích màu nào mình thích nhẽ thì mình chọn màu tối tối. Ai mà tinh thần tin tin như em gì đó thì mình chọn màu sáng sáng cho nó tiểu thư nha. Nhìn vô một cái là bắt mắt liền, khoái. Cái bệnh bẩm sinh khoái màu nổi. Bởi vậy mỗi người thích một màu mới hết màu đúng không? Ai cũng như ai chắc chết người ta. Đây,
màu ruốc nha, ai thích ruốc inbox ruốc cho em, quá đẹp luôn, vải siêu đẹp luôn. Rồi vàng đồng, ai thích vàng đồng mình inbox vàng đồng cho em, một bộ 100.000 gấm Nhật loại 1 giúp em luôn, vải siêu đẹp mà siêu chất, phêu sang, form lên là bao chuẩn, bao đẹp luôn. Quần dài có túi hai bên cho chị em mình luôn nha, quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Đây màu hồng, hồng này là hồng Dior nha, hồng này là hồng Dior, ép chữ Dior khắp cái bộ đồ luôn. Đây em đưa gần cho cả nhà mình xem nè, hồng Dior nè, đó hồng Dior. Còn hồng của em là hồng trơn, hồng trơn có chút xíu chữ à, hồng trơn nha. Hồng này là hồng Dior. Đây vàng này vàng đồng cũng là Dior nè cả nhà, vàng này vàng cũng Dior nè, vàng nhẹ nha, vàng này vàng sáng, vàng trắng da ai mà trắng mặc mấy màu này là ta nói bao đẹp luôn, bao đẹp luôn, không đẹp không chết em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Đây màu ruốc nó cả nhà ơi, màu nữa là cả nhà ơi, quá đẹp luôn, màu nhẹ nhàng cho chị em mình lựa chọn luôn nha, hàng bao đẹp bao chất bao sang luôn. Đây cực kỳ đẹp luôn, siêu đẹp mà siêu sang luôn nha, một bộ gấm Nhật chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, 100.000 một bộ. Ai thích chốt giúp em gấm 100.000 một bộ. Em có hai size cho mình chọn nha, em có hai size cho mình chọn đó. Một là từ 45 kg tới 55 kg, hai là từ 55 kg tới 65 kg mặc vừa nha, vải bao đẹp bao chất bao sang luôn. Mua hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, hàng đẹp hàng chất lượng mình nhận hàng giúp em, hàng xấu quá hàng xấu xí mình cho hàng quay đầu nha. Mà vải đẹp vải chất lượng mình nhận hàng rồi, mai mốt mình quảng cáo người thân chị em bạn bè cô dì chú bác giúp em nha cả nhà ơi. Vải quá đẹp quá chất quá sang mà cái giá cả nó quá hợp tình hợp lý luôn nha, quá đẹp rồi, siêu đẹp nha cả nhà, siêu đẹp luôn. Gấm Nhật loại 1 em nói em bao đẹp cho cả nhà mình luôn, mặc lên là bao sang luôn nè cả nhà đó, thấy chưa, cực kỳ thoải mái nha, cực kỳ là thoải mái luôn. Một bộ có 100.000 nè, không đẹp không thương em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha, không đẹp không thương là em không lấy tiền luôn, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi em qua mẫu cho mình nha, nãy giờ lên ba cái hàng vải phải không, giờ lên đồ thun lại đi đó. Ai nói đồ rẻ là không đẹp đâu, bữa nay tôi lên đồ rẻ coi tôi đẹp không biết. Mẫu này lạ nè cả nhà, hàng này là hàng ép cườm nha, hàng này là hàng ép cườm nha, em sale cho chị em mình với cái giá yêu thương luôn. Em còn hai size thôi, size 3 với size 4 là từ 52 kg tới 65 kg, mình quay đầu giúp em với cái này nha, còn size 3 với size 4 thôi. Bông đẹp đẹp không nha cả nhà, bông đẹp đẹp không à, 70.000 một bộ, sale cho mình luôn. Đây ren nè, cườm là cườm ép bằng máy nha, nên mình không có sợ là trong cái quá trình mình giặt á là nó bị bong cườm đây nha, không có sợ nha. Tại vì cái này á, mình ép bằng máy là cái nhiệt độ nó cao, nó đủ cái nhiệt độ để ra hết keo, cái chất keo nó bám chặt vô cái chất ren này nè là sẽ không bị rớt. Cái hàng này là mình ép bằng hàng công ty nên mình cái đủ độ cao, cái độ nhiệt của nó rất là cao, nó mới ra được cái chất keo. Còn như mình may nhẹ may tay á thì mình cũng ép gườm như người ta, nhưng mà trong cái quá trình mình xài là mình xài bằng cái máy bàn ủi. Cái bàn ủi thì cái độ cườm của mình với cái độ nóng của mình nó chỉ bằng 1% của cái máy công nghiệp thôi nha. Cái này là em bao luôn cả nhà ơi, mình xài máy là không, mình giặt là không được bong keo đâu, không bong đâu, nhưng mà bao không bong là một thời gian thôi nha, mặc tới khi nào vải rách nữa phải bong 1-2 hộp chứ có nhiều không. Quỷ yêu quá mày bao sao không nha, không rớt hộp sao tao mặc gần rách bong, chắc con ngọc gửi đứt răng à nha. Lên cho mình xem thử nha, một bộ 70.000 có ren có cườm có sang có chạnh cho mình luôn, một bộ 70.000 trời ơi quá sang quá chạnh. Form thì cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang luôn, form thì cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang cho mình luôn nha. Một bộ chỉ với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, cực kỳ yêu thương luôn, là 70.000 một bộ, mặc lên cho mọi người xem. Vải là siêu đẹp luôn á, vải bên em là chất AT loại 1 nha, chất AT loại 1 về đường kim mỗi chị thì mình bao phê đó, chất AT loại 1 nha. Đây em mặc lên cho mình xem, trời ơi ép cườm áp ren luôn, đẹp chưa,
nhẹ nhàng mà tinh tế luôn nha. Đây, quá đẹp luôn, chết cha chết quyên. Em làm đơn rồi, hôm qua này em bận quá, em làm đơn rồi, ngày mai shipper vô lấy hàng để em gửi cho chế nha. Hàng siêu đẹp luôn. Ủa chế ơi, chế còn xài số điện thoại đuôi 33 phải không chế? Phải không? Phải đuôi 33 không chế? Em vô em làm hóa đơn cho mình là đuôi 33 phải không chế? Phải số điện thoại đuôi 33 không? Ơi, không phải là chết liền á, làm đơn rồi đó mà chưa ra hàng, chưa có lấy thôi. Siêu đẹp luôn cả nhà ơi, con nó xuất sắc, con bà vậy luôn. 70.000 một bộ chất AT loại 1 luôn nha, có ren luôn, có ren mà ép cườm là ép bằng máy luôn nha cả nhà. Nè, giọt nước nè, hình giọt nước luôn, cườm hình giọt nước luôn cả nhà ơi, giọt nước khắp cái cổ luôn. Tôi đủ nước rồi mà cũng cho nước vô nữa đây, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang luôn, màu là bao tay cho mình luôn nha. Một bộ 70.000, trời ơi. Cái vải thun nè, cái tay may cũng dễ thương nữa, đó không, nhẹ nhàng lịch sự, trẻ mặc được, lớn mặc được, chung chung mặc được. Nói chung cái tay này nè, nó dễ mặc lắm, ai mặc cũng được, nó không có kém đó. Ai thích lịch sự có lịch sự, như vải là bao đẹp, bao chất, bao sang luôn. Form cực kỳ chuẩn, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đúng rồi chế, em gửi số điện thoại đó, đúng rồi đó. Em sợ là chế không phải số điện thoại đó là chết liền. Mai hẹn mới đi. Em lung su bu quá, em làm đơn mà em kêu quên nó ghé lấy. Sáng giờ bán về cái khách lại mua đồ rồi, kêu bận được quên. Khách lại lựa đồ quá trời. Nhiệt tình lắm nha. Tại mình mới bán mình nhiệt tình lắm. Người ta ở xa đó, người ta không có xe đó. Tâm, alo Tâm hả? Ba bốn người họp ở đây nè, không mang đồ ra cho lựa. Điện một cái 20 giây có mặt cái tên liền. Có Tâm đây, chết. Mấy người chết nha, điện cho Tâm là mấy người chết nha. Hả? Người lượm 2-3 bộ là em Tâm vui rồi. Xách đi ha, xách đi mà một chỗ mà 4-5 người tụ lại là bán được chục bộ là em Tâm thấy mệt rồi đó. Thấy khỏe cho người đó, là thấy hàng mình đẹp, khách hàng mới mua, khách hàng mới ủng hộ, hàng đẹp mà hàng chất khách hàng mới mua, mới kêu mình giao chứ hàng xấu quá ông cô nội ai kêu dám giao phải không cả nhà. Đó, bởi vậy mọi người mua hàng bên em là em bao chất, bao đẹp, bao sang nha. Hàng đẹp hàng chất lựa mới bán, hàng xấu hàng xí em Tâm không bán nha. Một bộ như em Tâm đang mặc nha, với cái giá cực kỳ yêu thương luôn, 70.000 một bộ, có ren ép cườm cho mình luôn nè, có ren ép cườm cho mình luôn. Với mẫu em đang mặc nha, với mẫu em đang mặc em chỉ còn 2 size thôi, size 3 và size 4 nha, là từ 52kg tới 65kg mặc vừa cái size em đang mặc. Em cho mình xem màu nha, siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn nhà ơi. Cái vải là mịn gấc, cái vải mà em nói một câu là mịn gấc mà đẹp đó, mịn gấc mà bao đẹp. Mua hàng đi, mua hàng mình kiểm tra hàng vải đẹp vải chất, mai mốt mình mua nữa, hàng xấu quá đừng mua. Hàng xấu quá đừng mua nha. Xấu quá ai mua? Mướn người ta mua, người ta còn không mua thì đừng dặn. Nó chơi cho vui thôi, biết nói gì giờ. Đây, ai thích nè, hoa cúc. Em có nguyên vườn hoa cúc màu vàng nè. Ai thích vườn hoa cúc màu vàng không? Gân vườn hoa cúc màu vàng nha. Cái size em đang dê cho cả nhà xem là cái size em đang mặc nha, là từ 52 tới 60kg, 52 tới 58kg thôi. Em mặc ôm vừa, ai cao thì 1m60kg. Đây, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn nha, 52 tới 58kg vừa cái size này nha, đẹp xuất sắc luôn. Đây, tay là tay em đang mặc là cả nhà, có ren ép cườm luôn nha, có ren ép cườm cho mình luôn. Chất lại chất AT loại 1, form là cực kỳ đẹp. Lên form mà không đẹp, hàng bên em có một cái ưu điểm này nè, lên form đẹp lắm, y chang mình cắt mình may luôn. Không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà nha. Một bộ 70.000, có ren có cườm cho mình luôn, quá sang quá chảnh luôn. Một bộ 70.000, ai thích vườn hoa mai, gân vườn hoa mai về giùm em nha. Một bộ 70k, quá đẹp luôn. Bảy mươi ngàn một bộ, đây quá đẹp luôn nha. Quần dài có túi nha,
quần dài có túi cho chị em mình nè. Đó, bỏ tiền, bỏ điện thoại, bỏ gì cũng ok nha. Túi sâu cho mình hẳn hoi nha, không phải túi nông nha. Túi sâu nè, em bỏ hết từ cái cùm tay của em luôn nè cả nhà ơi. Vải bao đẹp luôn nha, đường kim mũi chị làm bao sắc sảo cho mình luôn. Form là cực kỳ chuẩn luôn, form bên em là cực kỳ chuẩn luôn. Mặc đi chơi, đưa rước con đi học, đi đám, đi tiệc, đi phụ gì cũng ok chứ. Bao sang luôn. Đó, như em đi bán là mặc bao ok, form đồ lên là bao chuẩn rồi. Không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Một bộ chỉ 70.000 thôi. Ai thích chốt đơn giúp em 70k. Vải siêu đẹp luôn, em đang mặc trên người nè cả nhà. Em đứng lên cho mọi người xem form đồ bên em nha. Form đồ bên em nè cả nhà ơi. Đó, mình mặc vừa với người mình nó bao ôm nè. Đó thấy không? Không nhăn nhúm luôn. Đây, form quần đó, cực kỳ ok chưa? Cực kỳ ok luôn nha. Quần là quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha. Đó, sâu nè, bỏ tiền được, bỏ điện thoại là bao được luôn. Bao ok, bao sung sướng luôn. Đó, bao ok, bao sung sướng luôn. Một cái, một cà, một bộ chỉ với có 70 ngàn thôi. Ai thích vàng, inbox vàng cho em. Đó, mình bao nhiêu ký mình để lại số ký cho em nha. Mình bao nhiêu ký mình để lại số ký cho em. Một bộ 70 ngàn, quá đẹp luôn. Đó, đi làm nè, đi làm nè, đưa rứt con đi học nè, đi vòng vòng nè. Đó, mình đi phụ đám, việc gì cũng được luôn nha. Vải này là siêu đẹp, lên cổ là bao sang luôn, còn gì phải suy nghĩ. Một bộ có 70 ngàn thôi. Một bộ có bó 70 ngàn thôi, đường kim mũi chỉ là cực kỳ sắc sảo luôn. Đó, thấy không cả nhà? Vải siêu đẹp, vải siêu đẹp luôn. Vải bên em mà không đẹp không chất em không lấy tiền mình nha. Vải bên em không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình luôn. Quá đẹp luôn á. Khách mua một lần em bảo đảm sẽ ghé nhà em lần hai nha. Vải đẹp xuất sắc mà bảy luôn. Một bộ 70 ngàn, một bộ 70 ngàn cái mẫu em đang mặc. Quá đẹp, quá sang luôn. Ai thích chốt giúp em. Hàng bên em là đa dạng nha. Mình thích xem hàng nào mình inbox cho em. Gấm có, gấm có, lụa có, hàng có. Thun AT em đang mặc là có luôn nha. Cực kỳ sang mà cực kỳ chuẩn, cực kỳ đẹp. Form dáng lên là cực kỳ ok. Hàng bao đẹp. Nhận đồ trả tiền cho shipper nha cưng ơi. Ok chế, nhận đồ trả tiền cho shipper dùm cưng nha. Cẩm nhiều, có đồ lẻ không chị? Có đồ lẻ nhưng mà không có vừa sợ. Có áo, có áo cưng mặc vừa, có áo cưng mặc vừa nhưng mà quần cưng mặc không, không có quần cho cưng mặc vừa, có áo cho cưng mặc vừa chịu không. 70.000 một cái áo vải siêu đẹp. Cưng á, cưng là cái người của cưng là cái eo của cưng là đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm. Áo chị bao cưng vừa mà quần thì chị không có bao nha. Á, vải siêu đẹp siêu sang cả nhà ơi. Đây em lên màu tím cho cả nhà mình xem nha. Trời ơi cái vải nó đẹp xuất sắc luôn. Một bộ 70.000 thôi. Tay y chang đang mặc là cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Em mặc lên người màu này coi, hồi nào giờ không mặc màu tím thì mặc màu tím, ít mặc màu tím lắm. Hồi nào giờ em ít mặc màu tím lắm, để em thử màu tím này lên xem. Siêu đẹp cho mình luôn nha. Có áo lẻ nha em, cho em xem áo đi. Ok, 70.000 một cái, vải là siêu đẹp luôn. Mặc vô là bao sướng, co giãn là bao êm. Đó cả nhà ơi, nó ôm nè, nó ôm dáng mình nè, nó ôm eo của mình nè, đó cực kỳ đẹp chưa. Bao sang bao đẹp luôn, cổ ren nè, đó ép cườm hình giọt nước luôn, quá sang luôn. Tay nè, đó cực kỳ là sang luôn nha, đơn giản mà đẹp thấy không. Mặc bộ đồ lên đẹp hay xấu là do cái form đồ đúng không, nhưng mà form đồ lên em là bao may đứng, bao sang, bao ôm dáng, bao vừa cho mình luôn. Coi giãn hoạt động là cực kỳ thoải mái nha, cực kỳ thoải mái, bao ok luôn. Rồi chị lên áo lẻ lại cho cưng xem nha. Hồi nãy chị có lên áo lẻ rồi. Em thích áo thun hay là áo von? Em thích thun hay là áo von? Thun thì mặc nó coi giãn, nó ôm vô mình người mình nó thoải mái hơn là von. Von thì mặc phải mặc rộng rộng một chút nó mới thoải mái. Thích thun hay là von? Vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp luôn nha cả nhà ơi.
Hồi nãy mình lên màu vàng, bây giờ mình lên màu đỏ đô đi. Nãy mình lên màu vàng, giờ mình lên màu đỏ đô cho nó đẹp. Trời ơi, một cái áo nha, chỉ có 70 ngàn thôi mà coi này nha. Có cái hình theo nè, theo là theo máy nha, ở trên nha, theo dưới là theo máy luôn nha cả nhà. Vải là siêu đẹp luôn nha, có độ co giãn cho mình luôn nha. Bao êm, bao đẹp và bao chất mà bao sang luôn nha. Đây, có nguyên cái hàng cúc cho mình nè. Có nguyên cái hàng cúc cho mình là vải siêu đẹp luôn. Mọi người ơi, mọi người xem like á, mọi người nhớ chia sẻ like giúp em nha. Với cái mẫu mà chị giờ chị mặc lên nha là có hai màu. Màu vàng bơ, cái này là màu vàng bơ, lên đẹp lắm nha. Màu vàng bơ với màu đỏ đô, em thích màu nào thì em vết màu đó nha. Đó, chị lên cái mẫu này cho em xem. Form này là form dài, đối với chị là nó hơi dài, nhưng đối với em là rất là đẹp. Tại em cao á, cái dáng của em đẹp lắm. Em lên cái form này là đẹp giả man luôn, không đẹp, không đẹp là chị không lấy tiền cưng đâu. Form này là form ôm nha cả nhà, cái vải nó có độ giãn thì em cho mình coi nè, đó thấy không? Đó, mình bao nhiêu ký nó giãn theo mình nè, nó ôm vô người mình nó mới đẹp, nó ôm vô người mình nó mới đẹp nè, cái vải nó có độ giãn nè, đó thấy không? Có độ giãn, thun này là thun giãn nhẹ, mình vải là mịn rất lâu, bao xài máy giặt bao êm. Về cái hình theo nè, em bao cho mình là theo máy không bị bong chóc gì nha, rất là đẹp. Màu này là màu đỏ đô. Với cái mẫu này là bên tâm còn hai màu, màu đỏ đô với màu vàng. Màu vàng bơ nha. Đó, màu vàng bơ nha. Cực kỳ đẹp luôn. Vải này nó có độ co giãn nhẹ. Ôm lên, ôm dáng, form dáng rất là đẹp luôn. Đây, cho mình xem. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, hình theo bên em là bao sang, bao đẹp cho mình luôn. Cổ là cổ tròn nha. Theo hoa trên và theo hoa tài cho mình luôn nha. Bao sang bao đẹp, chất vải lên bao mịn rất luôn, không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình nha. Chỉ với 70 ngàn một cái áo mà sở hữu ngay 70 ngàn một cái áo cho em, quá đẹp luôn, xuất sắc con bà vậy luôn nha. Rồi nè, giờ mua thôn thái thôn mà em không có con. Bon nè. Hả? Ai thích con cái tâm thì nó ngay, tâm không có thích con là tâm bán trơn nè. Ai thích cái nào mặc cái đó, đó thấy không? 70 ngàn một cái áo von nha. 70 ngàn một cái áo von nha cả nhà. 70 ngàn một cái. Có nơi cho mình. Đó, thấy chưa? Đưa gần cho mình xem. 70 ngàn một cái. Quá đẹp luôn. Vải đẹp nha, không đẹp không chất không lấy tiền nha. Đây là tay nè, 70 ngàn một cái. Mặc thử ra, hồi nào giờ anh chưa mặc. Không mặc von. Thích đồ thun tại vì thun nó thoải mái, co giãn thấm hút mồ hôi nó sướng. Còn bởi vậy mình không thích, bởi vì có người này người kia người ta bán hết đồ. Ai cũng như mình rồi chắc mua thun hết von bón cho ai đúng không? Cái form này nè, cái form này là từ 65kg mình quay đầu giúp em nha. 65kg mình quay đầu giúp em. Ai là cao một trên 1m6 với 70kg vừa. Trời ơi, nó trắng nó đẹp chứ. Lên là bao đẹp luôn. 70 ngàn một cái nha. Đây. Đó. Mặc áo này đi với quần đùi cũng được. Ghê chưa, ghê chưa. 70 ngàn một cái nha. Von. Đây, bao đẹp bao sang mà bao trắng luôn. Tay nè, tay của nó. Đó, cổ nhẹ nhàng luôn, đẹp xuất sắc luôn nha. 65kg mình quay đầu giúp em nha. Là cao 1m53, em cao 1m53, 54 gì đó. Là 65kg mình quay đầu. Còn ai mà 1m70kg là phải chê 1m6. Mặt là siêu đẹp luôn.
Cái vải là bao đẹp, bao chất luôn nha. Cái này em đang mặc là von nè. Còn cái này là thun nè. Thun nha cả nhà. Thun nha. Thun này là có theo nha. Thun này là có theo. Một cái 70.000. Vải đẹp. Trời ơi, nó có nguyên cái chàng, cái chàng hạt luôn, cái tay luôn đó. Ở trước nó có cái Chanel luôn đó, Chanel mới chịu. Thử đây, êm quá á. Áo này hai lớp, chưa phát hiện nên nó mặc lên chưa phát hiện nữa. Vô tư, vô tư, cô bé thật là vô tư. Đây, áo này có hai lớp hai tà này. Mặc lên gió thổi thổi là bao mát luôn. Cái tay nè cưng, tay nè, bộ nè, đẹp không? Em á, 70.000 một cái nha. Đẹp, 70.000 nè. Thích thì chốt vàng. Ừ, cộng nhiều. Ừ, ừ là đẹp á hả? Đây, ghê chưa nè, có ren nữa, mới phát hiện có ren nữa, có ren nha. Ba cái chàng hạt luôn, ba cái đường cườm luôn nè, vô lên, ghê chưa. Ôi, áo phông này mặc với quần jean hay là quần đen hay là quần đùi, nhưng mình đang mặc cũng được nữa đó. 65 kg quay đầu với 1m55 hay là 53 như em nha. Còn muốn là 70 kg thì phải cao trên 1m6 mặc mua giới đẹp. Đẹp chưa? 70.000 một bộ, 70.000 một cái áo như em đang mặc nha. Chất ron. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc cơ mà bảy luôn. Tùm lum hết trơn. Thích cái nào thì vớt cái đó nha. Còn mà muốn nhiều quá là phải ra nhà lụa nha. Bắt chị mặc nguyên mà mấy chục cái lên, tao xỉu liền á. Mà cũng ngựa lắm, cũng khích mặc lắm. Hồi nào giờ chưa có mặc mấy cái dòng này. Thật sự luôn. Đây, thử mẫu này để cho xem nha. Thích cam thì inbox cam, thích thun thì inbox thun thôi. Thích thích vàng thì inbox vàng. Sao mà mình thử vô mình thấy màu nào cũng được hết trơn. Sao mình bị bệnh, mình thấy mặc cái nào lên nó cũng dễ thương, nó tuyệt da hết trơn. Nhưng mà nói chung là mỗi người mỗi sở thích đúng không? Mỗi người mỗi sở thích. Đây, đẹp nha. Nè, có lần trước nè, tay nè. Đó, tay đẹp luôn. Vải nè, cái này là von nha. Cái này là von, nó sẽ không có độ co giãn. Mặc vô im. Thun nó mới co giãn nha. Cái này là von. Nè, chưa có mặc con. Đây. Ô, cái này nó hơi cứng á. Cái này nó hơi cứng đi á. Không. Cái này mình mặc thì mặc thôi, nhưng mà mình trẻ là mình không thích mẫu này đâu. Mấy cái người cứng cứng á mặc mấy cái màu này đẹp nè. Ừ. Mặc là cái gu này đẹp. Còn mình hơi trẻ, mình thích cái gu này nó hơi cứng cứng hay gì. Gu thẩm mỹ của mình không biết đúng không? Ôi, lúa thầy luôn nha, lúa thầy luôn đó. Không có biết về gu thẩm mỹ đâu. Bởi vậy ra đường là chỉ thích sơ mi, quần jean thôi. Còn không thì áo thun này kia lên thôi nha. Lúa chùm luôn đó trời. Em tâm là lúa chùm luôn nha. Ê, like bà ngoại chuẩn bị cho ca nước nè. Ghê chưa? Nước trắng nha cả nhà, nước trắng. Sợ mập, không uống cà phê đâu. Mà ghiền á, sáng nào cũng đẩy một ca. Còn tối tối thì làm biếng uống cà phê lắm. Uống nhiều nó mập dữ lắm. Cũng ngựa lắm, muốn giảm béo lắm. Mà tại vì con còn nhỏ chưa có giảm được. Nha, chị qua mẫu nha. Đó, nói chung mà, nhiều mẫu lắm.
nhiều mẫu lắm. Nếu như mà em mà thích thử hết tất cả các mẫu của chị á thì mình gần mà đúng không? Em ra đi, ra đi nó dễ thử nha. Chứ chị mà thử hết lắm, mấy chục mẫu hết nguyên cái dàn đồ của chị là chị say nắng liền á nha. Vải thì chị siêu đẹp luôn, 70 ngàn một cái thôi, 70 ngàn một cái thôi. Em thích cái nào em cứ việc ra lựa thoải mái. À, em rảnh giờ này em ra lựa giờ đó em rảnh à. Miễn sao em rảnh từ 11 giờ trưa tới chiều tới tối chị tiếp em được. Còn buổi sáng, buổi sáng chị tiếp em không được nha, buổi sáng chị bận bán hàng. Đó, 70 ngàn một cái nè, con nè cả nhà. Đó, theo ren cho mình luôn nè, có cái điểm nhấn, đó, thấy không? Chỉ 70 ngàn một cái thôi. Vải siêu đẹp nha, vải siêu đẹp luôn. Nãy giờ mặc quần dài nhiều, mặc đồ thun nhiều, giờ mình mặc cái này đi. Em sale cho mình với cái giá là yêu thương luôn nha, 60.000 một bộ, 60.000 một bộ nha cả nhà, 60.000 một bộ. Pyjama đùi 60kg, mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha, lớn hơn mình mặc không có vừa đâu, chỉ 60kg mình quay đầu thôi, siêu đẹp luôn. Chất lụa hàn nha, đây em gần cho mình xem nè, chất lụa hàn nha cả nhà, 60kg mình quay đầu giúp em. Cổ sen nè, cổ sen nha, viền nha, phần đùi có túi hai bên luôn, siêu đẹp, nhẹ nhàng mà tinh tế không, đi chơi được, ngủ được, đi vòng vòng được, lịch sự. Đó, lịch sự luôn, bao đẹp luôn. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Em sale cho mình với cái giá là siêu mềm, vải thì siêu đẹp, 60.000 một bộ. Em còn ít à, em còn mấy bộ à mày. Mẫu này em còn ít, em sale cho mình luôn nha, 60.000 một bộ. Cổ sen, cổ sen này cả nhà, đẹp chưa, sang luôn nha. Ai thích màu này inbox cho em, màu xanh, 60.000 một bộ. Pyjama cổ sen nè, cổ sen nha cả nhà, tay có viền, quần đùi có viền luôn, có túi hai bên cho mình luôn, bao sang mà bao đẹp luôn nha. Vải là em bao mịn rất bao đẹp cho cả nhà mình luôn, vải đẹp vải chất mình nhận, vải không xấu, xấu quá cũng nhận. Trời ơi, bây giờ vải phải đẹp phải chất người ta mới mua chứ, xấu ai mua. Vải siêu đẹp nha, đây lên form cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang luôn, chỉ 60.000 một bộ thôi, em còn ít em sale hết cho mình luôn á, cực kỳ đẹp luôn, một bộ 60.000. Ai thích chốt đơn giúp em nha, còn có nhiều là hết rồi, còn có mấy bộ à, sale cho nó hết cái quần đùi mẫu này đẹp luôn, lịch sự mà đẹp luôn. Pyjama đùi cổ sen 60.000 một bộ, 60kg mình quay đầu giúp em nhé. Xanh này mình gọi là xanh lá đi, đúng không? Xanh này mình gọi là xanh lá đi, lá này lá nhà, lá lá cũng không phải lá lá, đẹp quá à. Cái mẫu này lên thấy lịch sự ghê luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Một bộ 60.000 thôi, chất lụa hàn. À, em còn có 9 bộ hay gì à, em sale cho mình, sale giá vốn cho mình luôn, siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Vải mua về rờ vô mà không sướng rồi bé Tâm không lấy tiền nha. Vải mua về mình rờ vô mà vải không sướng là không lấy tiền mình đâu. Vải đẹp vải ok mình nhận nè, vải xấu vải xíu nữa mua làm chi ha. Vải đẹp mua thì nhớ quảng cáo dùng nha, chỉ cần quảng cáo cho chị em cô gì chú bác người thân là em cảm ơn rồi. Rồi màu xanh nè, màu xanh này màu xanh lá nha,
hai bộ pyjama đùi đi bạn. Hề ok vào chân, bạn thích màu nào mình cho bạn chọn màu nha. Màu mình mặc là màu xanh lá. Trời ơi, tao nói không đẹp là bánh bọn tâm liệt, đẹp xuất sắc không mà vậy luôn. Sáng chị à, sáng chị út luôn mới mua bộ rồi, màu màu xanh xanh da trời gì á, màu xanh da trời đậm hơn chút, mặc vô bao phê bao đẹp vậy mà không tê là mai mày lại mày tắt tao một cái vậy nè, đẹp lắm. Tại còn có mấy bộ sale cho nó hết. Thích màu nào? Màu này là màu xanh lá nha, màu này là màu xanh biển nha. Xanh biển này nó hơi lật lọt chứ không có xanh biển đâu nè. Xanh lá, xanh biển, đẹp xuất sắc luôn. Vải này siêu đẹp nha cả nhà, chất lụa Hàn nha. Chất lụa Hàn là em bao đẹp cho mình luôn. Cái cổ sen nè cả nhà ơi, nó đẹp xuất sắc con bà vậy luôn nha. Một bộ em sale cho mình, em còn khoảng 9 bộ em sale cho mình với cái giá yêu thương luôn, 60.000 một độ bộ, 60.000 một bộ. Vải không đẹp không lấy tiền. Xanh lá, xanh biển, màu vàng. Đó. Vàng màu vàng nhẹ mới chịu nè, đúng không? Vàng này màu vàng nhẹ luôn. Đó. Xanh lá, xanh biển, màu vàng. Rồi, màu cam. Màu cam này nổi nè. Sao thấy cái màu nổi nổi cái đi không nổi. Mặc màu cam này vô cái cho bỏ ghét. Ôi, mặc bà trắng mà mặc màu này lên là bao phê nha. Hả? Màu xanh này mặc lên nó ngọt. Ngọt da thấy sợ luôn. Một cam này, một cam này trắng lên là mặc bao ghiền. Da bà là siêu trắng là mặc siêu đẹp. Cổ áo bên em nè cả nhà, cái này á nó ép nha, nó ép nên mình không có sợ là nó bị bay lên, nó mất cái form cổ ha. Cái form cổ là chuẩn luôn nha, có ép cổ hẳn hoi nha. Đây đẹp xuất sắc, màu này đẹp nè bạn. Bạn trắng mà mặc màu nổi đi, nó đẹp. Mày nín thinh là mai tao cho mày xem màu, mày nín thinh là mai tao thích màu nào tao đợi màu đó cho mày biết. Trắng mặc mấy màu này mới đã nè. Hôm bữa thấy mà mặc màu hồng đẹp bà cố luôn. Da trắng mặc mấy cái màu đó đẹp. Đây nha, ai thích màu cam mình inbox cam cho em nha. Ai thích cam mình inbox cam cho em. Trời ơi đó. Có hình luôn nè, có hình luôn nè đó, thấy chưa? Cam nè, trái tim nữa. Trời ơi sao nhiều tim quá vậy. Tim em bữa nay nó bắn đầy người em luôn. Tim em bữa nay nó bắn đầy người em luôn nha cả nhà. Đó. Một bộ 60.000 quần đùi. Quá lịch sự, quá sang mà quá đẹp luôn. Quá lịch sự, quá sang mà quá đẹp luôn. Một bộ em còn ít nha. Em sale cho mình luôn. 60.000 một bộ. Ai thích chốt giúp em thôi ha. Một bộ chỉ 60.000 thôi. Chất lụa Hàn. Chất lụa Hàn. Em nói là em bao chất cho mình luôn. Em bao chất cho mình luôn nha. Chất không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình. Thực sự luôn. Chất mà không đẹp là sẽ không lấy tiền cả nhà mình đâu. Đẹp xuất sắc con mà vậy luôn. Chất lộ hàn vải bao đẹp nha. Một bộ, một bộ chỉ 60.000 thôi. Ai thích chốt đơn giúp em. Màu cam. Cam 60k. Màu hồng. Màu hồng nè cả nhà. Hồng này hồng lợt nha. Vải siêu đẹp. Em nói là vải bên em là siêu đẹp nha. Chất lụa hàn cực đẹp luôn. Mẫu như em đang mặc, cổ là cổ sen. Tay có viền, quần đùi có viền luôn nha. Hai túi hai bên cho chị em mình luôn.
túi sâu hạt to nha. Đây, một bộ là 60.000. Ai thích chốt giúp em hồng, hồng lọt 60.000. Ai thích chốt giúp em hồng lọt 60.000 nha. Vải là siêu đẹp luôn. Nhận về mà không đẹp, không chắc em không lấy tiền mình nha. Hồng lọt, ai thích hồng lọt, inbox hồng lọt cho em. Một bộ 60.000. Đây, hồng sen nha. Sen này là sen phối nha cả nhà. Sen phối. Để nhớ coi, mở cái nào ra nhớ coi. Mình không có xài đồ hiệu, mình không biết cái này là cái gì ta. Nó không có để này, nó không có để chữ. Này là vũ xì hay chờ neo nhỉ? Hình như là cái này chờ neo đúng. 60.000 một bộ nha. Đây, quần đùi tay viền cổ sen đẹp xuất sắc còn mà 7 luôn. 60.000 một bộ. Ai thích chốt giúp Tâm nha. Một bộ 60.000. Vải đẹp xuất sắc luôn. 60.000 một bộ. Màu hồng sen nha. Ai thích hồng sen chốt hồng sen nha. Một bộ 60k. Vải đẹp nhất mắt luôn. Chất lụa hàn. Bao đẹp bao chất cho chị em mình luôn nha. Bao đẹp bao chất cho chị em mình luôn. Rồi, thêm một bộ hồng lợt nữa nè. Thêm một bộ hồng lợt cho mình nữa. Một bộ chỉ 60.000 thôi. Mẫu y chang đang mặc nha. Form này là từ 60kg mình quay đầu cho em nha. Bự hơn mình đừng mua, bự hơn mà không có dừa. Em cũng muốn bán nó mà bự hơn là mình đừng có đặt nha. Đó. Dưới 60kg mình đặt giúp em. Một bộ chỉ 60.000 thôi, em đang sale đó. Đẹp xuất sắc con mà vậy luôn. Quần đùi bao lịch sự luôn. Quần đùi có túi hai bên nha. Rồi. Màu trắng nghè nha. Màu trắng nghè. Đẹp nhất mắt luôn. Đó. Ai thích màu trắng inbox trắng cho em. Trắng này trắng nghè nha cả nhà. Đẹp chưa? Vải là đẹp lắm. Vải là cái vải là em bao chết cho mình thôi, em chỉ cho mình chọn màu thôi. Rồi, màu vàng nha. Ai thích vàng, chốt vàng cho em nha. Ai thích vàng, chốt vàng cho em. Vàng tươi. Vàng đó là màu vàng tươi. Còn màu này là màu cam nha. Đó. Ai thích vàng tươi, chốt vàng tươi. Còn màu này là màu và cam. Mình gấp gọn lại. Rồi. Hết nha. Mình còn có 9 bộ thôi. Ai thích thì chốt. 60kg quay đầu giúp Tâm với cái mẫu Tâm đang mặc. Một bộ 60.000. Vải đẹp xuất sắc luôn. Đó. BMA, cổ sen, quần đùi có túi hai bên. Đẹp xuất sắc con mà 7 luôn. Đẹp xuất sắc con mà 7 luôn nha. Một bộ chỉ 60.000 thôi. Ai thích thì chốt. Ai thích thì chốt nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang luôn. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang luôn nha cả nhà. Vải là tao nói nó siêu đẹp luôn. Vải không đẹp không chất em không lấy tiền cả nhà mình đâu. Màu hồng lợt với màu xanh đi. Xanh lá hả? Xanh này hả? Phải không? Phải ok giùm mình nha bạn. Bạn yêu. Xanh lá nè. Xanh lá hay là xanh biển? Quỷ này nó thích màu lợt. Ơi mới mặc màu hồng đẹp muốn chết. Màu hồng mới nói là mặc bộ gì ta. Màu hồng hình như là hồng con bò, con bò đồ tôm đẹp. Mặc màu đó đẹp thiệt. Mặc lên cái trắng trời trắng như bông bưởi luôn. Thấy mà tao phai nói trời con quỷ này sao cái da nó trắng dữ trời. Em là phụ nữ cho em thấy ai đẹp nha. Em khoai dữ lắm luôn đó cả nhà. Đặc biệt nha. Cái da em bị nhỏ trắng dữ lắm. Nó đẹp. Da đẹp xuất sắc luôn. Đây. Phải xanh này không? Phải xanh này thì ok giùm mình nha. Xanh lá. Xanh lá với hồng lọt nè. Hai màu này nhu luôn. Lên là bao nhiêu luôn.
Vậy thì ok giúp mình nha. Con này là xanh biển. Xanh biển này, xanh biển L. Xanh biển L này cả nhà. Một bộ 60 nghìn. Quá đẹp, quá sang luôn. Lên bao sang luôn nha. Xanh lá. Rồi ok nha, ok bạn yêu nha. Xanh lá. Vải siêu đẹp luôn nha. Vải siêu đẹp luôn nha cả nhà. Chất lụa hèn nha. Em bao siêu đẹp luôn. Vải bên em à, mình nhận hàng về mà không đẹp không chất á, mình khỏi mua. Mình khỏi mua. Mình trả hàng luôn nha. Hàng đẹp hàng chất mình nhận hàng giúp em. Đốt. Một bộ 60 ngàn nha. Một bộ 60 ngàn nha cả nhà. Vải đẹp xuất sắc con mà 7 luôn. Hả, thấy không? Màu xanh biển. Ai thích xanh biển chốt xanh biển giúp em nha. Quá đẹp luôn. Rồi em lên cho mình cái gì ta, nhiều quá không biết lên gì, tại cũng hơi buồn ngủ. Lên hồng gấu cho mình nhé. Chất lụa hàn BMA, hồng BMA nha. BMA là chất lụa hàn nha. Một bộ em bán với cái giá yêu thương cho mình luôn nè. 80 ngàn một bộ. Vậy là em bao nói là bao siêu đẹp nha. Bông này là bông lớn, 62kg quay đầu được. Mặc gọng gãi thoải mái lắm. Sáu mươi hai ký quay đầu giúp em cái mẫu này, chất lụa hàn này cả nhà, đẹp nha, chất lụa hàn quần dài nha. 62kg quay đầu giúp em. Vải đẹp xuất sắc luôn. Em bao mình rất cho mình luôn, gấu luôn. Gấu to, gấu nhỏ luôn. Chất lụa hàn nha cả nhà. Chất lụa hàn nha. 80 ngàn một bộ. Áo có túi. Quần dài có túi hai bên. Nha. Một bộ chỉ với 80 ngàn thôi. Ai thích chốt giúp em. 80k. Đó. BMA 80k. Đẹp xuất sắc luôn, chất lụa hàng bên em nó đẹp dữ lắm. Chất lụa hàng bên em nó đẹp dữ lắm nha. Vải là mịn rất siêu đẹp luôn. Nè cả nhà. Màu cam nha. Ai thích màu cam inbox màu cam cho em nha.
Rồi. Em còn màu vàng lợt nè. Em còn màu vàng lợt nè. Màu hồng sen nè. Màu hồng lợt nè. Màu trắng. Màu vàng tươi nha. Màu xanh biển. Và màu cam nha cả nhà. Ai thích màu nào mình inbox cho em nha. $60,000 một bộ. Cho mình xem màu nha. $62 mình quay đầu giúp em với cái mẫu em đang mặc nha. Chất lụa hàn siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp, biên ma. Áo có túi, quần dài có túi hai bên luôn. Viền tay, viền chân, quần hình hoa cho mình nha. Đây, ai thích màu hồng em đang mặc, mình inbox màu hồng cho em. Hồng 80k. Xanh biển. Xanh biển 80k luôn nha. Xanh biển 80k. Đen nè, đen gấu. Ai thích đen gấu, inbox đen gấu cho em. Xanh đen thỏ. Xanh đen thỏ. Y chang em đang mặc nha. Xanh đen thỏ. Xanh đen nè. Ai thích xanh đen. Chỉ 80.000 một bộ thôi nha. Ai thích xanh đen mình inbox xanh đen cho em. Vàng nhé cả nhà. Vàng. Vải nó mướt quá, nó rớt đi luôn. Vàng. Ai thích vàng inbox vàng cho em. Một bộ 80.000. Chất lụa hàn. Siêu đẹp. Vải siêu đẹp nha cả nhà. Mình mua hàng đẹp á, vải đẹp, vải chất lượng á, mình nhớ quảng cáo giúp em với nha. Màu xanh. Xanh này là xanh lá. Ai thích xanh lá, chốt xanh lá giúp em. Chữ nè, mặc heo luôn, dễ thương. Ai thích xanh lá, chốt xanh lá giúp em nha. Vải siêu đẹp nha cả nhà. Vải siêu đẹp, chất lụa hàn. Rồi. Ai thích gấu hồng, inbox gấu hồng cho em. Thỏ hồng chứ. Cái này thỏ hồng. Em đang mặc trên người là gấu hồng nha. Ai thích thỏ hồng, inbox thỏ hồng cho em. Một bộ 80.000. Và em nói là siêu đẹp.
màu đỏ nhá. Ai thích đỏ inbox đỏ cho em, ai thích đỏ inbox đỏ cho em. Ai thích đỏ mình đỏ cho em nha. Rồi, ai thích thỏ vàng inbox thỏ vàng cho em nha. Một bộ như em đang mặc nha cả nhà. Bima chất lụa hàn, cực đẹp, cực mịn, cực lót luôn. 80.000 một bộ, vải siêu đẹp. Rồi, ai thích gấu inbox gấu cho em nha. Quá đẹp luôn, gấu đen 80.000 một bộ. 62kg quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Ai gần nhà thì em miễn ship, ai ở xa thì mình chịu khó trả tiền ship giúp em nha. Thỏ hồng tên tự nhiên hát thì cái nói hết nổi. Ai thích màu nào thì mình chốt giúp em nha. Không em xin xuống like bữa nay tự nhiên hát thì cái giảm nói không nổi. 10 giờ nha. Ai thích màu nào em bón giúp em cho mình xem màu lại nha. Hồng gấu nha. Ai thích hồng gấu inbox hồng gấu cho em. Ai thích hồng xanh biển inbox hồng xanh biển cho em. Ai thích gấu đen inbox gấu đen cho em. Một bộ chỉ 80.000 đi cho em đang mặc nha. Một bộ 80.000. Đây, thỏ xanh đen. Vàng. Xanh lá nha. Hồng. Màu đỏ. Màu vàng. Màu đen. Màu hồng cam nha. Màu hồng cam nha. Vải siêu đẹp nha cả nhà. Vải siêu đẹp, siêu xuất sắc luôn. Rồi, chào cả nhà em xuống ngay nha. Tự nhiên hát xì cái đau học quá.